Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 240. Đạo thần khẽ thở dài. Tương Liêm ngó đạo thần hỏi, lo lắng. Đạo thần gật đầu, nếu vị Diệp công tử kia chỉnh đốn quá mạnh tay, chắc chắn sẽ khiến đạo môn bắn ngược. Đến lúc đó, Tương Liêm lại bỗng nói, ngươi sai rồi. Đạo thần nhìn về phía Tương Liêm, nàng ta nhỏ giọng nói, đạo thần, ngươi vẫn không biết rõ rồi, giờ sau lưng hắn chính là chủ nhân. Đạo thần không đáp. Tương Liêm nói tiếp, bên trong đạo môn đã có rất nhiều vấn đề. Nếu đạo môn dám làm phản, chủ nhân cũng dám lật đổ đạo môn và thành lập một trật tự mới. Nàng ta nói đến đây rồi không nói gì nữa. Bởi vì nàng ta phát hiện, hình như chủ nhân đã đang làm luôn rồi. Đạo thần cũng không nói gì, hai người đều có chung suy nghĩ. Tương Liêm lại nói, phải chỉnh đốn là thôi. Nàng ta nói xong bèn nhìn về phía Diệp Huyên trong căn nhà tre đằng xa, nghênh đón vị vua mới đi. Sau ngày hôm nay, bên trong đạo môn, hắn nói cái gì chính là cái đó. Đạo thần khẽ gật đầu đáp, cũng chỉ có thể làm vậy. Thời gian kế tiếp, ngày nào Diệp Huyên cũng đọc sách chứ không tu luyện. Đọc sách, tu tâm, dưỡng tính, ngộ đạo. Ngày qua ngày, khó được yên bình. Một tháng sau. Giờ phút này, bên bờ sông, Diệp Huyên nằm trên chiếc ghế trúc, trong tay cầm một quyển sách cổ xem say sưa. Lúc này, Tương Liêm đi đến bên cạnh Diệp Huyên rồi ngồi xuống, nói, người đang xem Tâm Kinh à? Diệp Huyên cất cuốn sách cổ trong tay đi cười đáp, đúng vậy. Tương Liêm ngó Diệp Huyên hỏi, người không muốn gặp những người khác trong đạo môn hả? Diệp Huyên lắc đầu, không cần thiết. Tương Liêm khó hiểu, tại sao? Diệp Huyên cười, nói thật, ta nhận lấy đạo lệnh chỉ vì muốn nó để kiếm chắc chút thôi, chứ cũng không có gì. Tương Liêm lại hỏi, vậy tại sao không dùng đạo môn để tìm kiếm chút chuyện tốt cho muôn dân? Diệp Huyên sửng sốt. Tương Liêm lại nói, những vũ trụ đã biết hiện nay đều do đạo môn thống trị, người hoàn toàn có thể dùng thế lực của nó để làm chút gì đó cho sinh linh trong vũ trụ vô tận này, không phải sao? Diệp Huyên im lặng một lát mới nói, Tương Liêm cô nương nói có lý. Tương Liêm nói, sau khi chủ nhân rời đi, sáu bộ trong đạo môn đều làm theo ý mình, bầy rắn mất đầu, ai cũng không chịu nghe ai nên giờ rất loạn. Đặc biệt là hiện nay, quá khứ tông xuất hiện, người ở tương lai cũng đến, trật tự bị phá hư một cách nghiêm trọng. Nàng ta nói xong, khẽ lắc đầu, chủ nhân không có ở đây nên do ngươi ra mặt triệu tập các vị đứng đầu sáu bộ. Sau đó, mọi người cùng nhau bàn bạc xem nên đối phó với quá khứ tông và người đến từ tương lai như thế nào. Diệp Huyên hỏi, sáu bộ của đạo môn. Tương Liêm gật đầu, lần lượt là đạo bộ, pháp bộ, thần bộ, tông bộ, ám bộ và thiên bộ thần bí nhất. Diệp Huyên hỏi, đạo thần là người đứng đầu đạo môn. Tương Liêm gật đầu, còn Tương Liêm cô nương. Tương Liêm cười đáp, ta từng là một vị thư đồng bé nhỏ dưới tay chủ nhân. Còn giờ, ta không có chức vị trong đạo môn cả. Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi nói, Tương Liêm cô nương, ta muốn nghe thử xem ý kiến của cô đối với việc sau khi ta nhận lấy đạo môn. Tương Liêm ngó Diệp Huyên nói, ta không đề nghị ngươi chỉnh đốn đạo môn ngay bây giờ, bởi vì bên trong không có ai là không tham nhũng. Đừng nói người khác, ngay cả đạo thần cũng kiếm trác rất nhiều. Nếu giờ ngươi chỉnh đốn lại thì sẽ phát hiện mình không thể dùng được ai hết. Diệp Huyên khẽ cười hỏi, ý của Tương Liêm cô nương là ta nên giả vờ không biết. Tương Liêm khẽ thở dài, nói thật, đây cũng là cách tốt nhất. Diệp Huyên im lặng một lát mới nói, chuyện gấp nhất bây giờ không phải là chỉnh đốn lại đạo môn, mà là đám quá khứ tông và người đến từ tương lai. Trong mắt Tương Liêm lóe lên vẻ khen ngợi, đúng vậy. Dù là quá khứ tông hay người đến từ tương lai thì đều đang phá hư trật tự một cách nghiêm trọng. Chúng ta không thể để cho họ cứ thế làm hỏng trật tự một cách ngông nghênh như vậy. Diệp Huyên lại bỗng hỏi, vậy đạo linh thuộc bộ nào? Tương Liêm trầm giọng nói, nàng thuộc hình bộ, hoàn toàn độc lập với sáu bộ. Nói chính xác hơn, chỉ có chủ nhân mới có thể ra lệnh cho nàng. Có điều, giờ ngươi hẳn là có thể ra lệnh cho nàng. Đạo thần chớp mắt hỏi, hẳn là. Tương Liêm gật đầu, đạo linh rất đặc biệt, đạo lệnh không có tác dụng với nàng. Có điều, người đã là người do chủ nhân lựa chọn thì ta nghĩ nàng sẽ nghe lời ngươi thôi. Diệp Huyên gật đầu, vậy triệu tập bảy vị đứng đầu các bộ đi.
bảo họ đến đây gặp ta. Tương Liêm liếc Diệp Huyên rồi bảo, tự ngươi gọi đi. Diệp Huyên sửng sốt. Tương Liêm giải thích, sử dụng đạo lệnh, những ai có địa vị trong đạo môn đều có thể cảm giác được. Diệp Huyên gật đầu, chậm rãi nhắm mắt lại. Chẳng mấy chốc, cả người hắn bỗng xuất hiện một vòng sáng màu xanh, trên đầu cũng hiện ra một chữ đạo khổng lồ. Đúng lúc này, con người Diệp Huyên chợt co rút lại, vì hắn phát hiện thần thức của mình thế mà thoáng chốc giống như một cái võng bào trùm hàng tỷ vũ trụ. Là hàng tỷ vũ trụ thật đó. Diệp Huyên thầm kinh ngạc không thôi, nhìn Tương Liêm, nàng ta cười hỏi, ngươi cho rằng cái lệnh bài kia chỉ đơn giản là lệnh bài thôi ư? Diệp Huyên im lặng một hồi rồi nói, bộ chủ bảy bộ, mau tới gặp ta ngay. Hắn vừa dứt lời đã có bảy luồng khí thức vô cùng khủng bố xuất hiện trong thần thức mình. Trong sân, Diệp Huyên cất bước đi, luồng sáng xanh trên người cũng dần biến mất. Diệp Huyên nhỏ giọng nói, đạo lệnh này, thật khủng bố. Tương Liêm cười nói, quả thật, nó còn có rất nhiều công dụng, sau này ngươi sẽ biết. Diệp Huyên lắc đầu cười, nói thật, ta không ngờ mình sẽ trở thành người nắm quyền của đạo môn. Tương Liêm đang định nói chuyện, bấy giờ, thời không nơi chân trời bỗng nứt ra, sau đó có một cô gái chậm rãi đi ra. Diệp Huyên nhìn thấy người đến thì sửng sốt. Người đến thế mà lại là Mục Sinh cái người chăn cừu kia. Mục Sinh đi đến trước mặt Diệp Huyên, đánh giá Diệp Huyên một lượt rồi cười hỏi, bất ngờ lắm hả? Diệp Huyên cười đáp, đúng là hơi bất ngờ. Mục Sinh cười nói, giờ cơ thể ngươi đã rất mạnh. Diệp Huyên cười hỏi, cô là người của bảy bộ hả? Mục Sinh lắc đầu, không phải, ta chỉ đơn giản là muốn đến xem thôi. Diệp Huyên gật đầu rồi đáp, được thôi. Mục Sinh đang định nói gì thì đúng lúc này, nàng ta chợt híp mắt rồi quay đầu nhìn về phía chân trời. Tương Liêm bên cạnh cũng ngẩng đầu nhìn đằng xa. Bấy giờ, đạo thần cũng xuất hiện ở trong sân. Vẻ mặt của ba nàng đều có chút khó coi. Lúc này, Mục Sinh bỗng nói, người đi đi. Diệp Huyên sửng sốt. Mục Sinh lại nói, đi mau, đến hình bộ tìm đạo linh. Diệp Huyên híp mắt. Cũng không nói gì thêm, hắn đang định rời đi thì thời không cách đó không xa chợt nứt ra, sau đó một cánh cửa bỗng bay ra. Theo nó xuất hiện, đất trời bỗng hiện lên vô số đám mây sấm sét đen thui. Kế tiếp, từng luồng sấm sét khủng bố không ngừng ngưng tụ trong những đám mây đen kia. Chẳng những vậy, bên trong cánh cửa kia còn có vô số âm thanh xa xưa lại thần bí truyền ra, nghe mà rợn người. Ba cô gái nhìn thấy cánh cửa kia. Sắc mặt đều trở nên khó coi. Mục Sinh dẫn đầu nói, cừ ghê, vừa ra tay đã là vạn kiếp chi môn. Nàng ta nói xong, quay đầu ngó Diệp Huyên nói, có thể coi như ta chưa từng đến không? Diệp Huyên. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn vạn kiếp chi môn trên trời, im lặng không nói gì. Đối phương đây là định đua vũ khí hả? Bấy giờ, đạo thần bên cạnh cũng nói, người đi trước đi. Diệp Huyên lại lắc đầu. Ba cô gái nhìn về phía Diệp Huyên, hắn nói, bọn họ là nhằm vào ta, vậy chắc chắn còn có chuẩn bị. Nếu ta trốn, có lẽ tình hình sẽ còn nguy hiểm hơn. Thế nên, ta vẫn là đi theo các cô chờ bảy vị đứng đầu bảy bộ đến đi. Đúng lúc này, trong tinh không, vô số sấm sét màu đen bắt đầu bay múa kịch liệt như thác, từng luồng uy áp khủng bố cũng đổ ập xuống. Giờ đây, cả bầu trời đều chấn động. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên bỗng xuất hiện phía trên vạn kiếp chi môn. Ông ta giẫm lên nó, chắp tay sau lưng, rũ mắt nhìn xuống đám Diệp Huyên, mặt mày lạnh nhạt. Đám Mục Sinh thấy ông ta thì vẻ mặt đều trở nên hết sức nghiêm trọng. Mục Sinh bỗng quay đầu nhìn Diệp Huyên hỏi, người có chắc không trốn không? Diệp Huyên cười đáp, chắc. Mục Sinh nhỏ giọng nói, vậy chúng ta trốn. Nàng ta vừa nói xong thì ba người đồng loạt xoay người biến mất sâu trong tinh không. Á đù! Diệp Huyên đần mặt ra, các cô trốn thật đó hả? Lúc này, dưới chân Diệp Huyên bỗng xuất hiện một vòng sáng xanh. Ngay sau đó, hắn cũng biến mất. Trên bầu trời, người đàn ông trung niên lạnh lùng liếc nhìn đằng xa, vung tay lên, vạn kiếp chi môn bỗng run lên, vô số sấm sét màu đen đều chui vào bên trong cánh cửa. Kế tiếp, nó chợt bắn ra một cột sấm sét dài cả 10 vạn trượng, sau đó lập tức biến mất. Ở mấy ngàn vạn lý đằng xa, đám Mục Sinh bỗng dừng lại, ở bên cạnh họ chính là Diệp Huyên.
Đương nhiên là các nàng không có bỏ Diệp Huyên lại, giờ Diệp Huyên chính là người cầm quyền trên danh nghĩa của đạo môn đó. Sau khi dừng lại, Mục Sinh bỗng xoay người. Đằng xa, thời không chấn nứt ra, một cột sấm sét dài cả 10 vạn trượng chợt phóng tới. Giờ đây, tinh hà trực tiếp sôi lên rồi sụp đổ. Diệp Huyên thấy cột sấm sét ấy thì vẻ mặt cũng trở nên hết sức nghiêm trọng. Giờ phút này, cuối cùng hắn cũng hiểu được tại sao các cô gái chọn cách lui lại. Sức mạnh bên trong luồng sấm sét kia thật sự quá khủng bố, với cơ thể hiện tại của mình thì hắn hoàn toàn không chắc có thể chặn lại được. Diệp Huyên cũng rất bất đắc dĩ. Mình thăng cấp, kẻ địch cũng thăng cấp. Biết bao giờ mới kết thúc đây? Bấy giờ, Mục Sinh bỗng bước lên trước một bước, siết chặt tay phải. Sau đó, dưới ánh nhìn chăm chú của ba người, nàng ta xông về phía trước rồi đấm ra một quyền. Phải nói là, cơ thể nhỏ xinh của Mục Sinh thật sự trông rất nhỏ bé trước mặt luồng sấm sét kia. Nhưng mà, chính bóng hình nhỏ xinh ấy, khi đấm ra một quyền lại trực tiếp chặn luồng sấm sét kia lại ở mấy trăm trượng đằng xa. Hiện trường, tinh hà lập tức bốc cháy rồi hóa thành cho tàn. Thế nhưng, luồng sấm sét kia cũng chưa biến mất. Trong mắt Mục Sinh lộ ra vẻ tàn nhẫn, lại bước lên trước rồi đấm tiếp một quyền ra, diệt. Một quyền đó vừa xuất hiện, quyền mang đã phun ra từ trong nắm tay của nàng ta. Luồng sấm sét đằng xa thoáng chốc nổ tung, hóa thành vô số sấm sét bắn về phía tinh không đã mai một xung quanh. Diệp Huyên thấy cảnh đó thì nheo mắt lại, Mục Sinh kia còn chưa đạt tới cổ đạo, nhưng thực lực đã mạnh hơn cao thủ cổ đạo cảnh bình thường rất nhiều. Mục Sinh lắc lắc nắm tay, nhìn về đằng xa. Ở cuối tinh không, có một người đàn ông trung niên đang đứng, bên cạnh ông ta là Vạn Kiếp Chi Môn. Mục Sinh nhìn ông ta, cong môi lộ ra một nụ cười khẩy, có phải cho rằng chủ nhân ta không có đây nên đạo môn chẳng còn ai nữa đúng không? Người đàn ông trung niên nhìn Mục Sinh, cũng không nói gì, khẽ vỗ Vạn Kiếp Chi Môn. Kế tiếp, bên trong nó chợt bắt ra một luồng sấm sét. Mục Sinh siết chặt tay phải rồi đấm mạnh về phía trước. Một quyền ấy vừa được đấm ra, mọi thứ trước mặt nàng ta lập tức vặn vẹo. Bấy giờ, luồng sấm sét kia cũng vặn thành một độ cong quỷ dị. Sau đó, Mục Sinh lại đấm ra một quyền. Luồng sấm sét kia chợt hóa thành hư vô. Nhưng đúng lúc này, Vạn Kiếp Chi Môn lại hóa thành một luồng thần lôi màu vàng bắn tới. Con người Mục Sinh co rút lại, lại đấm ra một quyền. Một quyền đó trực tiếp đấm thẳng lên luồng thần lôi kia khiến nó chấn động. Xong, cánh tay phải của Mục Sinh cũng nứt toạc, máu tươi bắn tung tóe. Không chỉ thế, bên trong Vạn Kiếp Chi Môn bỗng vang lên vô số âm thanh thần bí lại xa xưa. Ngay sau đó, cả cơ thể Mục Sinh lập tức bùng cháy một cách kỳ lạ rồi tan biến từng chút một. Đằng xa, Tương Liêm trầm giọng nói, đây là thuật phản kiếp, Mục Sinh chưa đạt tới tam chi cảnh nên không chống lại được nguyền rủa đó. Diệp Huyên bỗng biến mất khỏi tại chỗ, thoáng chốc, một luồng kiếm quang đã chém lên luồng thần lôi màu vàng kia. Sấm sét bắn tứ tung, luồng thần lôi màu vàng kia trực tiếp bị một kiếm của Diệp Huyên chém lùi lại. Diệp Huyên mở tay ra, kiếm thanh huyên hóa thành một chiếc áo giáp mặc lên người Mục Sinh. Khi kiếm thanh huyên hóa thành áo giáp mặc lên người Mục Sinh thì thuật vạn kiếp thần bí kia đã bị áo giáp ngăn cản. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mục Sinh kinh ngạc ngó áo giáp trên người mình rồi nhìn về phía Diệp Huyên nói, ngươi. Diệp Huyên bảo, nghỉ ngơi một chút trước đi. Mục Sinh lại khẽ lắc đầu, ngươi đánh không lại ông ta. Diệp Huyên hỏi, người của chúng ta còn bao lâu nữa thì đến? Tương Liêm bên kia nặng nề đáp, nhiều nhất là 15 phút nữa. 15 phút. Diệp Huyên gật đầu nói, vậy ta kéo dài thời gian một chút. Hắn nói xong bèn đi về phía người đàn ông trung niên ở đằng xa. Ông ta nhìn Diệp Huyên, mặt mày tĩnh lặng như nước. Diệp Huyên đang định nói chuyện thì người đàn ông trung niên bỗng giơ tay nhấn một cái về phía hắn. Một cái nhấn ấy khiến thời không trước mặt Diệp Huyên nứt toạc, sau đó, một luồng sức mạnh khủng bố như muốn hủy diệt đất trời bằng ập tới. Con người Diệp Huyên co rút lại, mở tay ra, vô số kiếm ý nhân gian bỗng chém xuống. Nhất niệm vạn kiếm. Một mảnh kiếm quang chợt nổ tung trước mặt Diệp Huyên, hắn thoáng chốc lùi lại cả vạn trượng.
Sau khi hắn dừng lại thì có máu tươi chảy ra khỏi khóe miệng. Diệp Huyên nhìn cơ thể của mình, lúc này nó đã rách tung tóe. Cổ thể. Diệp Huyên im lặng, đây là trận chiến đầu tiên sau khi hắn tu luyện ra cổ thể. Nhưng mà, vừa ra trận đã xui xẻo, mới trận đầu mà nó đã bị phá. Mẹ nó. Đằng xa, đạo thần bỗng trầm giọng nói, ông ta là Tam Chi Cảnh. Tam Chi Cảnh. Diệp Huyên nhìn người đàn ông trung niên kia, đúng lúc này, vạn kiếp chi môn trong tay ông ta bỗng chấn động. Sau đó, từng lá bùa màu đỏ bay ra. Chúng vừa xuất hiện, Diệp Huyên lập tức biến sắc. Hắn cảm giác được một lực lượng hủy thiên diệt địa. Lúc này, Mục Sinh chợt xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyên, nhìn những lá bùa màu đỏ kia nói, chúng là thuật kiếp. Ngươi lui ra đi. Nàng ta nói xong bước lên trước một bước, siết chặt tay phải. Cùng lúc đó, cả người Mục Sinh chợt tỏa ra một vòng sáng như ngọc. Trong đất trời, vô số lực lượng thần bí ngưng tụ về phía nàng ta. Dần dần, sau lưng Mục Sinh xuất hiện một bức tượng pháp tướng khổng lồ cao tới 10 vạn trượng. Sau đó, nàng ta đấm mạnh ra. Đằng sau, bức tượng pháp tướng kia cũng đấm ra một quyền. Một quyền đó trực tiếp khiến thời không trước mặt Mục Sinh bốc cháy, năng lượng khủng bố do hai luồng sức mạnh kia phát ra trực tiếp quét ngang mọi thứ. Ba người Diệp Huyên thoáng chốc bị chấn cho không ngừng lùi lại. Xong, lá bùa thần bí màu đỏ kia vẫn chưa biến mất. Giờ phút này, trước mặt Mục Sinh có gần trăm vạn lá bùa, bên trong chúng, từng luồng năng lượng khủng bố không ngừng đập về phía nàng ta. Dưới đòn tấn công của những năng lượng đó, pháp tướng khổng lồ sau lưng Mục Sinh bắt đầu trở nên mờ đi. Ba người Diệp Huyên thấy vậy đều mặt mày xa sầm. Mục Sinh bỗng nói, các vị đứng đầu bảy bộ chắc là không tới được rồi. Diệp Huyên nghe vậy, sắc mặt thoáng chốc trở nên khó coi. Với thực lực của bảy bộ chủ, muốn đến đây tuyệt đối không phải việc gì khó. Nhưng giờ, họ vẫn chưa đến. Vậy chỉ có một lý do, bảy bộ chủ đã bị người ngăn cản. Diệp Huyên nghĩ vậy bèn ngó đạo thần, nàng ta trầm giọng nói, bọn họ không những muốn nhằm vào ngươi, mà còn nhằm vào đạo môn ta. Đúng lúc này, tinh không bỗng nứt ra, một giọng nói truyền đến, quy khư chi địa có biến, bảy bộ chủ của đạo môn mau đến chi viện. Vừa dứt lời, cái khe thời không đã biến mất. Mà khi đám người Mục Sinh nghe xong câu đó thì đều biến sắc. Bấy giờ, Mục Sinh quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên nói, đến quy khư chi địa đi. Nhất định phải ngăn cản bọn họ phá hủy nơi đó. Đạo thần cũng sốt ruột nhìn Diệp Huyên nói, đến quy khư chi địa đi. Trên mặt nàng ta còn toát ra đôi nét sợ hãi. Diệp Huyên nặng nề hỏi, nếu quy khư chi địa bị phá hủy thì sao? Nét mặt đạo thần hết sức khó coi đáp, nếu nơi đó bị phá hủy sẽ có vô số người được sống lại. Và trật tự trên thế giới này sẽ lập tức sụp đổ, hậu quả ấy. Đúng lúc này, Mục Sinh bỗng nói, đừng lãng phí thời gian nữa. Mục tiêu chính của họ là quy khư chi địa, ba người các ngươi đi hết đi. Để ta ngăn cản ông ta cho. Nàng ta nói xong bỗng hét lên, hai tay đập mạnh về phía trước. Sau lưng Mục Sinh, pháp tướng khổng lồ kia cũng giơ hai tay lên đập mạnh xuống. Thoáng chốc, từng luồng sức mạnh khủng bố tràn ra xung quanh như núi lửa phun trào. Nhưng, lá bùa màu máu kia vẫn chưa nát. Song lúc này, pháp tướng sau lưng Mục Sinh lại hoàn toàn nhạt đi. Nhưng bấy giờ, ba người Diệp Huyên cũng đã biến mất ở tinh không đằng xa. Người đàn ông trung liếc đám Diệp Huyên, cũng không có đuổi theo. Trong tinh không xa xôi, Diệp Huyên ngó đạo thần bên cạnh hỏi, chẳng phải quy khư chi địa có chủ nhân cô canh giữ ở đó hả? Sắc mặt đạo thần vô cùng khó coi nói, chủ nhân không có ở đó. Chúng ta đã không liên lạc được với y từ rất lâu rồi. Nàng ta nói xong bèn quay sang nhìn Diệp Huyên nói, giờ ngươi chính là chủ của đạo môn. Diệp Huyên im lặng. Bút đại đạo bỗng dưng thở dài nói, ta biết ý của chủ nhân. Trước đây, cậu thường xuyên nói muốn thành lập một trật tự hoàn toàn mới. Mà giờ, chủ nhân đang cho cậu cơ hội đó. Bởi vì sau khi thành lập một trật tự mới, cậu chính là người bảo vệ cho mảnh vũ trụ này. Y chắc chắn là muốn nhìn xem cậu có bảo vệ được sự an toàn cho nó hay không. Cũng có thể nói, y muốn cho cậu thấy muốn bảo vệ mảnh vũ trụ này khó đến mức nào. Thành lập một loại trật tự, không phải trò trẻ con. Nó là một loại trách nhiệm bảo vệ hàng ngàn vạn sinh linh trong vũ trụ này.
Diệp Huyên im lặng. Bút đại đạo nói tiếp, theo sự suy đoán của ta, lần này cậu không thể gọi người. Diệp Huyên khó hiểu, tại sao? Bút đại đạo nói, cậu có thể thử xem. Diệp Huyên cau mày, mở tay ra, kiếm Thanh Huyên xuất hiện trong tay hắn. Diệp Huyên cảm nhận nó gọi, Thanh Nhi. Nhưng lại chẳng có ai đáp lại. Diệp Huyên ngây ngẩn cả người. Bút đại đạo trầm giọng nói, đây không chỉ là thử thách của chủ nhân với cậu, mà còn là thử thách của các nàng với cậu. Nếu cậu đứng ra giải quyết chuyện lần này, vậy các nàng chắc chắn sẽ tin ngươi có thể thành lập một trật tự mới. Nếu cậu không chống đỡ được, vậy, chúc mừng cậu, sau này, cậu chính là một vua dựa dẫm chân chính. Về sau, cậu cũng đừng nói gì mà sẽ dựa vào chính mình. Cũng đừng nói sẽ thành lập một cái trật tự hoàn toàn mới. Vì dù cậu có làm gì thì cuối cùng chỉ có thể dựa vào muội muội của mình. Nó nói xong, dùng một chút lại nói, đây là một trận chiến để ngươi chứng minh bản thân. Thắng, trên đời có thêm một vị kiếm chủ nhân gian. Thua trên đời lại có thêm một vị vua dựa dẫm. Thử thách, Diệp Huyên im lặng, đây là thử thách của Thanh Nhi với mình ư. Diệp Huyên lắc đầu cười, nếu như là thế thì rất tốt, nếu không phải thì hắn hy vọng phải. Đến giờ, hắn vẫn nhớ rõ lời nói của chủ nhân bút đại đạo. Thành lập trật tự không phải trò trẻ con, một cái trật tự được thành lập thì cần phải bảo vệ và giữ gìn nó. Xây dựng trật tự không dễ, giữ gìn nó lại càng khó. Đúng lúc này, thời không đằng bỗng nứt ra. Ngay sau đó, một người đàn ông tóc bước chậm rãi đi ra. Gã mặc một bộ quần áo đơn giản, trong tay cầm một thanh trường thương màu bạc, tấm lưng thẳng tắp, trên người tỏa ra một khí thế lẫm liệt kinh người. Gã vừa xuất hiện đã không chút do dự đâm ra một thương. Rắc! Thoáng chốc, tinh vực trong phạm vi trăm vạn lý lập tức sụp đổ. Một mũi thương khủng bố giống như dòng nước lũ ập đến, đâm thẳng về phía ba người Diệp Huyên. Đạo thần thấy vậy, trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, bước lên trước một bước, hoa sen trên tay hóa thành một luồng sấm sét bay ra. Khi nó bay ra, đạo thần cũng giơ tay nhấn một cái. Phút chốc, luồng sấm sét ấy đã hóa thành một luồng thần lôi dài vạn trượng. Lúc này, mũi thương cũng đâm tới. Ầm. Trong chớp mắt, luồng thần lôi vạn trượng kia đã nổ tung rồi hóa thành vô số sấm sét bắn ra xung quanh. Song lúc này, thời không trước mặt đạo thần bỗng dưng nứt ra, một mũi thương cũng đâm tới. Đạo thần híp mắt, mở tay ra rồi nắm chặt lại. Thoáng chốc, có vô số sấm sét bắn ra từ trong cơ thể nàng ta. Ầm. Vào giờ phút này, không gian xung quanh đạo thần cũng trực tiếp bị mai một. Một thương kia cũng bị vô số sấm sét kia chặn lại, song nó vẫn cuồn cuộn lao tới, lập tức bao phủ lấy người đàn ông tóc bạc đằng xa. Không gian thoáng yên lặng một giây. Vèo. Bỗng dưng, mảng sấm sét kia đã bị bổ ra một cái lỗ thật lớn, đạo thần và người đàn ông tóc bạc kia đồng loạt lùi lại. Hai bên lùi ra sau khoảng mấy vạn trượng mới dừng lại. Sau khi ngừng lại, đạo thần quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên và Tương Liêm nói, đến Quy Khư chi địa đi. Tương Liêm liếc người đàn ông tóc bạc kia nói, chúng ta đi thôi. Diệp Huyên nhìn đạo thần nói, cẩn thận nhé. Hắn nói xong bèn xoay người biến mất ở đằng xa với Tương Liêm. Sau khi hai người rời đi, đạo thần mới xoay người nhìn người đàn ông tóc bạc kia. Hai bên cũng không nói nhiều, trực tiếp biến mất, sau đó mảnh tinh vực này lập tức vang lên từng tiếng nổ đinh tai nhức óc. Bên kia, Tương Liêm dẫn theo Diệp Huyên xé rách thời không lên đường. Diệp Huyên bỗng hỏi, còn cách Quy Khư chi địa xa lắm hả? Tương Liêm đáp, sắp đến rồi. Diệp Huyên đang định nói chuyện thì lúc này thời không cách đó không xa trước mặt họ bỗng chấn động. Sau đó, một ngón tay dài vạn trượng bỗng bay ra nhấn thẳng về phía cả hai. Nơi nó đi ngang qua, thời không đều mai một từng chút một. Diệp Huyên nhìn Tương Liêm, nàng ta im lặng. Hắn trầm giọng nói, cô đừng nói với ta là mình không biết đánh nhau. Tương Liêm chần chờ rồi đáp, ta đúng là không biết đánh nhau cho lắm. Diệp Huyên im lặng một lát mới nói, ta vẫn cho rằng cô là một cao thủ. Hắn nói xong bước lên trước một bước rồi chém thẳng một kiếm xuống. Vèo. Một kiếm này vừa chém xuống, ngón tay dài cả vạn trượng kia lập tức bị chẻ đôi. Xong bấy giờ, Diệp Huyên cầm kiếm quét ngang, hai nửa ngón tay đó đã bị kiếm của hắn bổ nát.
Diệp Huyên nhìn đằng xa, cách đó ngàn trượng đứng một ông lão. Lúc này, ông ta cũng đang nhìn hắn. Diệp Huyên nhìn thoáng qua ông lão, đang định ra tay thì ông ta bỗng nói, chẳng phải ngươi muốn đến Quy Khư chi địa à? Mời. Ông ta nói xong bèn nghiêng người, làm một động tác mời. Diệp Huyên nghe vậy khẽ cau mày. Ông lão nhìn Diệp Huyên bảo, đi đi. Diệp Huyên liếc ông ta rồi dẫn theo Tương Liêm trực tiếp biến mất ở đằng xa. Ông lão xoay người nhìn đằng xa, cười lạnh. Sâu trong tinh không, Diệp Huyên im lặng. Tương Liêm trầm giọng nói, bọn họ thật kiêu ngạo. Diệp Huyên quay đầu nhìn Tương Liêm hỏi, trong đạo môn, ngoài chủ nhân cô ra thì ai đánh đấm giỏi nhất? Tương Liêm đáp, đạo linh, bộ chủ hình bộ. Đạo linh. Diệp Huyên cau mày hỏi, cô có thể liên lạc với nàng ta không? Tương Liêm lắc đầu. Diệp Huyên im lặng một lát rồi bỗng dưng ngừng lại. Tương Liêm nhìn về phía Diệp Huyên, hắn chợt nói, đây là một cái bẫy. Một cái bẫy nhằm vào các cao thủ trong đạo môn các cô. Tương Liêm hỏi, ý ngươi là sao? Diệp Huyên trầm giọng hỏi, nếu Quy Khư chi địa gặp nạn thì chắc chắn toàn bộ cao thủ trong đạo môn sẽ đến đúng không? Tương Liêm gật đầu, Diệp Huyên tiếp tục nói, nếu quá khứ tông dám tấn công Quy Khư chi địa thì chắc chắn là hoàn toàn nắm chắc. Hắn nói đến đây thì như nghĩ tới điều gì, con người co rút lại, con mẹ nó. Đạo môn các cô chắc chắn có kẻ phản bội. Tuyệt đối luôn, Tương Liêm khó hiểu, sao lại nói vậy? Diệp Huyên nặng nề nói, cô nghĩ lại xem, ta vừa có được đạo lệnh, chuẩn bị triệu tập toàn bộ bộ chủ của đạo môn để đối phó quá khứ tông thì họ đã trực tiếp chạy đến đánh trước, dẫn đầu ra tay. Và lại, mục tiêu còn là Quy Khư chi địa. Trước đây, tại sao quá khứ tông không dám làm vậy? Và giờ tại sao họ dám làm thế? Rất đơn giản, bọn họ nhất định là biết các cô không liên lạc được với chủ nhân của mình. Hắn nói đến đây bỗng dưng ngừng lại. Vấn đề đến. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía Tương Liêm, nàng ta chớp mắt nói, người phân tích rất đúng, nói tiếp đi. Diệp Huyên cười nói, chúng ta. Hắn vừa nói xong đã bỗng dưng rút kiếm bổ thẳng xuống. Không hề báo trước. Nhưng mà, hắn vừa rút kiếm đã có một nắm tay đấm thẳng lên bụng mình. Ầm. Cả người Diệp Huyên trực tiếp bay ngược ra ngoài. Ở mấy vạn trượng đằng xa, Diệp Huyên vừa dừng lại thì thời không sau lưng đã lập tức vỡ vụn, một vết máu chậm rãi chảy xuống khỏi khóe miệng hắn. Chẳng những vậy, cơ thể Diệp Huyên còn hoàn toàn nứt toạc, máu bắn tung tóe. Tam chi cảnh. Diệp Huyên lau máu tươi nơi khóe miệng đi, lắc đầu cười. Đằng xa, Tương Liêm cười nói, ngươi phân tích rất đúng, nhưng ta bất ngờ là sao ngươi lại biết ta là kẻ phản bội. Diệp Huyên nhìn Tương Liêm đáp, đầu tiên, biết ta có đạo lệnh chỉ có ba người. Một người là Mục Sinh, người thứ hai là Đạo Thần và cuối cùng là cô. Thứ hai, ban nãy trên đường đến đây, quá khứ tông ra tay với Mục Sinh và Đạo Thần, nhưng lại không ra tay với cô. Vì vậy, cô là người có khả năng là kẻ phản bội nhất. Có điều, ta vẫn không chắc lắm nên mới muốn thử cô. Tương Liêm mỉm cười, tuy thực lực của ngươi không được tốt cho lắm. Nhưng đầu óc lại khá tốt đấy chứ. Diệp Huyên nhìn thoáng qua xung quanh, Tương Liêm cười nói, yên tâm đi, không còn ai nữa đâu, chỉ có mình ta thôi. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, cô muốn giết ta? Tương Liêm lắc đầu, không dám. Diệp Huyên cau mày, Tương Liêm khẽ cười nói, ngươi là vua dựa dẫm, vị muội muội vô địch kia của người thì dù là chủ nhân cũng phải né đối diện trực tiếp. Thế nên, ta làm sao dám giết ngươi, chọc giận nàng cơ chứ? Diệp Huyên nhìn Tương Liêm hỏi, vậy nên, cô chỉ muốn giữ chân ta. Tương Liêm gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên liếc Tương Liêm, không nói gì. Nàng ta mỉm cười rồi nói, Diệp công tử, mục tiêu của ta là Quy Khư chi địa chứ không phải người và càng không phải thư viện của ngươi. Lần này, ngươi chỉ cần lẳng lặng nhìn, làm một người đứng xem thôi, thế nào? Diệp Huyên nhìn Tương Liêm hỏi, nếu Quy Khư chi địa bị phá hủy sẽ thế nào? Tương Liêm nhún vai đáp, sẽ có vô số người sống lại. Diệp Huyên cau mày, vô số người sống lại. Tương Liêm cười, đúng vậy, cũng chẳng phải chuyện to tát gì. Hơn nữa, cũng không liên quan đến ngươi. Lúc này, Bút Đại Đạo bỗng nhiên lên tiếng, đừng nghe nàng ta nói bậy. Nếu Quy Khư chi địa bị phá hủy sẽ có vô số người sống lại. Đây là một chuyện cực kỳ đáng sợ. Đầu tiên,
sinh thái và trật tự của toàn bộ vũ trụ sẽ hoàn toàn rối loạn, vô số cao thủ ở các thời đại sẽ tụ tập lại trong thời đại này. Thế nên, linh khí của thời đại này chắc chắn sẽ sụp đổ. Một khi nó sụp đổ, sẽ có hàng tỷ sinh linh phải chết. Đáng sợ nhất là, một khi bọn họ sống lại, nhất định sẽ gây ra một cục diện chính là điên cuồng tranh đoạt tài nguyên trong vũ trụ. Đến lúc đó, cậu sẽ phát hiện luật rừng sẽ càng được dùng một cách trắng trợn. Kẻ yếu, ngay cả tư cách hít thở không khí cũng không có. Thứ hai, khi toàn bộ cao thủ sống lại, mọi quy tắc và trật tự trên thế giới cũng sẽ biến mất theo. Hơn nữa, khi mà đã không có cái chết ràng buộc họ, tất cả mọi người sẽ càng thêm trắng trợn, tha hồ thả ra sự đen tối trong lòng họ. Vì dù họ có chết cũng có thể sống lại hết lần này đến lần khác. Diệp Huyên nghe vậy mặt mày tức thì sa sầm. Bút đại đạo lại nói, đương nhiên, cậu chắc chắn sẽ không sao, thư viện của cậu cũng vậy. Bởi vì cậu có Thanh Khâu cô nương, có Thiên Mệnh đại lão, có cha, có đại ca cậu. Nhưng ta nói cho cậu biết, ngoài cậu và thư viện Quan Huyên ra thì những người khác sẽ vô cùng thảm. Diệp Huyên im lặng. Tiểu Tháp bỗng nói, tiểu chủ mà mặc kệ thì chủ nhân Bút đại đạo chắc chắn sẽ nhúng tay thôi. Bút đại đạo khẽ thở dài nói, thực ra, người nghĩ vậy là sai rồi. Bởi vì ngươi không biết là người nhà của tiểu chủ nhà ngươi đã từng đi qua quy khư chi địa. Hơn nữa, người đầu tiên phá hủy quy tắc và trật tự chính là người nhà tiểu chủ của ngươi. Đầu tiêu là Thiên Mệnh đại lão và kiếm chủ áo xanh. Họ vừa đi đầu, sẽ khiến những cao thủ khác hình thành một cái suy nghĩ chính là chỉ cần có thực lực thì đều có thể làm lơ trật tự và quy tắc. Chủ nhân cũng rất bất đắc dĩ, vì chỉ cần có ba người kia thì trật tự và quy tắc của y sẽ không bao giờ được coi như là chúng sinh bình đẳng thật cả. Vì vậy, y đã vứt cái vấn đề khó nhằn này cho Diệp Huyên. Chẳng phải cậu muốn thành một cái trật tự có pháp luật hả? Cậu định xử lý cha và muội muội mình thế nào? Bản thân cậu có thể làm được việc đối xử bình đẳng không? Cậu có thể khiến cha và muội muội mình tuân thủ trật tự sao? Nếu cậu không tuân thủ thì y chắc chắn cũng sẽ mặc kệ. Vì y có bảo vệ nó cũng đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Dù sao, người nhà cậu cũng sẽ không nghe theo trật tự của y. Diệp Huyên lại im lặng. Bút đại đạo nói tiếp, nhân quả, hồi đó muội muội và cha cậu đã phá hủy trật tự nên giờ cần cậu đến đền bù. Giờ trước mặt cậu có hai con đường, một là không tuân thủ, nếu thế thì mọi trật tự bây giờ sẽ lập tức sụp đổ, vũ trụ cũng chìm đắm trong loạn lạc. Lúc ấy, cậu cũng đừng nói là thành lập trật tự mới gì đó. Vì tất cả mọi người đều muốn sống, lẽ nào cậu không cho người ta tu luyện và sinh sống tiếp sao? Còn nếu tuân thủ, thế cậu có thể khiến muội muội và cha mình nghe theo không? Diệp Huyên khẽ lắc đầu nói, các ngươi sai rồi. Bút đại đạo trầm giọng hỏi, ý cậu là sao? Diệp Huyên cười nói gì mà thực tế, các ngươi dựa vào cái gì bảo một người vô địch đi nghe theo trật tự của các ngươi? Giống như một con kiến xây dựng trật tự rồi bắt chủ nhân huynh và huynh nghe theo thì huynh có nghe không? Bút đại đạo im lặng. Diệp Huyên lại cười hỏi, ta dựa vào cái gì bảo Thanh Nhi tuân thủ cái gọi là quy tắc và trật tự của thế giới này? Dựa vào gì bắt muội ấy đeo đem một cái gông xiềng? Nói thật, nếu Thanh Nhi nghe theo trật tự của ta thì đó là nể mặt Diệp Huyên ta đây. Nhưng nếu muội ấy không nghe, lẽ nào ta còn muốn ép nàng sao? Hắn nói xong khẽ cười, nói thật, giữa vũ trụ bị phá hủy và Thanh Nhi, ta sẽ không chút do dự chọn Thanh Nhi. Ở trước mặt Thanh Nhi nhà ta, toàn bộ vũ trụ là cái thá gì chứ? Hả? Ôi dào! Nghe Diệp Huyên nói xong, Bút đại đạo buông tiếng thở dài. Nó đã quên mất một chuyện. Đó chính là địa vị của Thanh Nhi trong lòng Diệp Huyên. Hắn đúng là muốn làm gì đó cho vũ trụ này, nhưng nếu vũ trụ phát sinh mâu thuẫn với Thiên Mệnh áo trắng thì hắn nhất định sẽ chọn nàng ấy. Hắn có thể liều mạng để bảo vệ vũ trụ, nhưng lại có thể vì Thanh Nhi mà hủy diệt vũ trụ, thậm chí sẽ không để nàng phải chịu bất kỳ uất ức nào vì vũ trụ, một chút cũng không. Bút đại đạo lần nữa thở dài. Bỗng nghe Tương Liêm đứng đằng xa bật cười, Diệp công tử đã nghĩ kỹ chưa? Diệp Huyên thu hồi suy nghĩ, cười đáp, nghĩ kỹ rồi. Tương Liêm, Diệp công tử vẫn lựa chọn xen vào đúng không? Diệp Huyên gật đầu, ta vẫn thấy các người làm vậy không tốt chút nào, hơn nữa chuyện giữa ta và quá khứ tông không có khả năng hòa giải. Bọn họ phá hủy quy khư chi địa, chắc chắn ôm dã tâm rất lớn, nếu để họ thành công, sau này sẽ còn xảy ra mâu thuẫn lớn hơn.
Tương Liêm cười, vì sao? Diệp Huyên nhìn đối phương, ta muốn thành lập một trật tự hoàn toàn mới. Nói hoa mỹ thì là vì toàn thể vũ trụ, nói thẳng ra thì ai theo ta sẽ sống, ai nghịch ta sẽ chết, hiểu chứ? Tương Liêm bèn bật cười, phải công nhận ta rất thích tính tình của Diệp công tử. Diệp Huyên cong môi, ta còn nhớ lần đầu tiên gặp cô, đạo thần cô nương nói rằng cô đang cầu xin chủ nhân bút đại đạo làm gì đó nhưng y không đồng ý. Có vẻ như cô đang muốn nhờ y hồi sinh một ai đó. Tương Liêm gật đầu, chính xác. Diệp Huyên nhìn nàng ta, cô có thể nói rõ hơn được không? Tương Liêm vừa mở miệng thì bỗng nhíu mày, một hồi sau khẽ cười, thì ra Diệp công tử đang muốn câu giờ. Diệp Huyên rơi vào im lặng. Bị phát hiện rồi. Ôi chao! Sao mấy cô gái này thông minh dữ vậy? Hắn chợt nghĩ đến một người đã mất mạng từ rất lâu trước Thiên Diệp. Nếu khi xưa tên này thông minh được bằng một nửa Tương Liêm thì đã không đến mức mộ phần xanh cỏ. Thiên Diệp. Tương Liêm bỗng nói, mục xanh không đến được, đạo thần tạm thời cũng không, để ta đoán xem ngươi đang đợi ai. Không cần. Thời không ở nơi xa chợt nứt vỡ, để một cô gái đi ra. Đó chính là tộc trưởng thần cổ tộc Bỉ Yêu. Nàng ấy cười nói với Diệp Huyên, Diệp công tử, lại gặp nhau rồi. Hắn đáp lễ, làm phiền Bỉ Yêu cô nương rồi. Nàng ấy cười, phiền gì đâu, người mình cả. Người mình. Diệp Huyên nghe vậy thì bật cười, Bỉ Yêu cô nương, vị Tương Liêm cô nương này đã đến tam chi cảnh, cô. Bỉ Yêu liếc hắn, ngươi cho rằng ta yếu lắm sao? Nói xong, đã có một luồng khí thế khủng bố cuộn trào ra từ trong người nàng ấy. Cũng là tam chi cảnh. Diệp Huyên không khỏi nhìn Bỉ Yêu. Quả nhiên hắn đã đoán đúng. Trước kia hắn không nhìn thấu nàng ấy, giống như không nhìn thấu được Tương Liêm, vì vậy đã đoán nàng ta là tam chi cảnh. Hắn không suy nghĩ nhiều nữa, nói ta phải về Quy Khư chi địa, nơi này giao lại cho cô nương. Lại bị Bỉ Yêu hỏi, đi về chịu chết à? Diệp Huyên ngạc nhiên. Nghe nàng ấy thở dài, khờ quá, người đi một thân một mình, không mang theo ai là chỉ có bị người đánh chết thôi. Sau đó vỗ tay một tiếng. Thời không phía sau Diệp Huyên nứt ra, để 36 cường giả thân mặc giáp vàng, tay cầm trường thương xuất hiện. Là thần cổ vệ. Bỉ Yêu cong môi, mang theo họ mà đi. Diệp Huyên trần trừ, Bỉ Yêu tộc trưởng, thế này. Thú thật với cô, ta rất ít khi bị ai đó làm cho cảm động, nhưng tấm lòng trượng nghĩa của cô làm ta xúc động vạn phần. Bỉ Yêu nhếch môi, thôi bớt giả bộ. Đi mau đi. Đợi đến lúc Quy Khư chi địa bị phá thì phiền phức lắm. Diệp Huyên gật đầu, vậy khi nào ta về thì chúng ta nói chuyện tiếp. Sau đó hắn dẫn 36 thần cổ vệ kia biến mất ở cuối vũ trụ. Tương Liêm lại không hề ngăn cản. Bỉ Yêu quay lại cười nói với nàng ta, vị cô nương này xưng hô thế nào. Tương Liêm quan sát đối phương, ta biết cô là tộc trưởng thần cổ tộc. Bỉ Yêu gật đầu, chính xác. Tương Liêm cười, cô đang muốn đầu tư. Bỉ Yêu mỉm cười, đúng luôn. Tương Liêm lắc đầu cười, cô biết làm như vậy có rủi ro cao thế nào không? Hắn chắc chắn sẽ không chết, nhưng thần cổ tộc của cô là chuyện khác. Như chuyến đi Quy Khư chi địa này chẳng hạn, nếu người sau lưng hắn không xuất hiện, những thần cổ vệ cô phái đi theo hắn sẽ thiệt mạng toàn bộ, mà bản thân cô nương chắc chắn cũng không thoát khỏi. Bỉ Yêu chớp mắt, sao cô có thể ngây thơ cho rằng người sau lưng hắn sẽ không ra tay? Tương Liêm cười, vì lần này Diệp công tử chỉ có thể dựa vào bản thân mình mà thôi. Bỉ Yêu lắc đầu thở dài, lời Diệp công tử nói thì nghe thôi, đừng tin. Tương Liêm chợt im lặng, bởi nàng ta phát hiện ra mình có chút sơ suất. Bỉ Yêu lại hỏi, cô nương có muốn đánh một trận không? Tương Liêm lắc đầu, thôi, giữa cô và ta có thể phân thắng bại. Nhưng định đoạt sống chết thì chắc chắn không, vẫn đừng nên lãng phí sức lực thì hơn. Bỉ Yêu đồng tình, chính xác, thế chúng ta đến Quy Khư chi địa chứ? Tương Liêm nhìn nàng ấy, chẳng lẽ cô không muốn nơi ấy bị phá hủy, để thế giới vũ trụ làm lại từ đầu sao? Thần cổ tộc của cô thê thảm đến vậy đều là vì chủ nhân bút đại đạo, chẳng lẽ cô không hận y? Không oán y, không muốn báo thù. Sau một hồi im lặng, Bỉ Yêu mới nói, thật ra ta cũng muốn để các cô đến Quy Khư chi địa,
để vũ trụ bắt đầu lại từ đầu lắm. Ta cũng hận, cũng oán, cũng muốn báo thù, nhưng... Nàng ấy thở dài, nhưng các cô lại chọn đối đầu Diệp công tử, đã vậy thì ta còn làm gì ngoài đi theo hắn được nữa. Hay, giá mà các cô chọn người khác thì ta đã theo các cô rồi. Tính ra thì ta sống cũng thực tế lắm, nguyên tắc gì đó. Muốn là đổi à? Tương Liêm không khỏi nhìn nàng ấy, bị yêu cô nương không nên ở đây tán gẫu với ta, bởi vì cô sắp khóc không ra nước mắt đấy. Vừa dứt lời, thời không sau lưng nàng ta nứt vỡ, để một lão già mặc áo trắng chậm rãi xuất hiện. Lão ta vừa đi ra khiến tinh vực nơi đó nhòe đi trong nháy mắt. Tam chi cảnh. Bỉ Yêu hạ giọng, ban nãy nói không đánh cơ mà. Tương Liêm nhoẻn cười, vốn là vậy, nhưng ai bảo cô phách lối quá làm chi. Nàng ta chậm rãi cất bước đến gần Bỉ Yêu, cô nương à, có chuyện này cô phải biết. Chúng ta không dám giết Kháo Sơn Vương, nhưng cô là hắn hay là muội muội hắn? Cả hai đều không phải. Đã vậy thì cô lấy gì để làm càn trước mặt chúng ta đây? Lời vừa dứt, thời không sau lưng nàng ta nứt vỡ, lại một lão già xuất hiện. Vẫn là tam chi cảnh. Đã có ba tam chi cảnh ở đây. Bỉ Yêu thốt lên, ta mang thai con của Diệp công tử. Tương Liêm sửng sốt. Bỉ Yêu xòe tay, nghiêm túc nói, cô mà giết ta, đảm bảo Diệp công tử sẽ không để yên. Chưa kể đứa bé trong bụng ta còn là cháu của muội muội hắn, cháu ruột. Tương Liêm lạnh lùng chừng nàng ấy, không nói gì. Bỉ Yêu nhìn ba người kia, dám đánh chết ta là nhân quả to lắm đấy. Tương Liêm cô nương không sợ thì cứ thử xem. Tương Liêm lắc lắc đầu, giơ ngón cái lên, cô nương cũng đáng nể thật, cái gì cũng dám nói, ta đây thật lòng bội phục. Bỉ Yêu, ta nhắc cho cô nhớ, đứng đây cầm chân ta căn bản là vô nghĩa, bởi Diệp công tử hiện đã về đến Quy Khư chi địa rồi. Ta biết các cô đã chuẩn bị vẹn toàn, nhưng chẳng lẽ cô cho rằng Diệp công tử không chuẩn bị phương án dự phòng bị? Và lại, đạo môn thật sự yếu như cô nghĩ sao? Chỉ bị một người nhằm vào đã không thể đánh trả. Cô cho rằng đạo linh cô nương kia không chịu nổi thật. Nàng ấy mỉm cười, biến số nằm ở Quy Khư chi địa, không nằm trên người ta. Tương Liêm im lặng một hồi mới dặn dò, lão Bạch, trông chừng người này. Rồi mang lão già còn lại biến mất, thấy hai người đi rồi, Bỉ Yêu ngoài mặt thì bình thản nhưng trong lòng lại đang thở phào. Nếu phải đánh thật thì nàng ấy chắc chắn không chọi lại ba người kia. Nên chỉ còn cách di rời mâu thuẫn sang nơi khác. Bỉ Yêu quay đầu nhìn về phía Quy Khư chi địa, thì thầm trong miệng Diệp công tử. Phải sống đấy. Diệp Huyên. Tương Liêm đang cùng lão già kia xuyên qua thời không với tốc độ kinh hoàng. Lão ta chợt hỏi, vì sao không thể giết Diệp Huyên kia? Tương Liêm liếc nhìn, giết hắn là chúng ta xong đời luôn, hiểu chưa? Lão già nhíu mày, người nói thật hay đùa? Tương Liêm nhàn nhạt hỏi lại, tông chủ của các ngươi mạnh hơn hay chủ nhân bút đại đạo mạnh hơn? Lão già nghe vậy thì im lặng. Tông chủ rất mạnh, vô cùng mạnh, cực kỳ mạnh. Nhưng lão không dám nói mạnh hơn chủ nhân bút đại đạo. Bởi vì người ấy, là một người quá mức kinh khủng, đến nỗi người khác phải tuyệt vọng. Bỗng nghe Tương Liêm nói, quá khứ tông các ngươi, cho đến trước khi chủ nhân bút đại đạo biến mất, vẫn luôn làm phản trong âm thầm đúng không? Lão già không đáp. Tương Liêm, nhưng ngươi biết Diệp công tử kia thế nào không? Hắn đường đường chính chính mà làm phản. Dám đứng trước mặt chủ nhân bút đại đạo tuyên bố hắn muốn thành lập một trật tự mới. Nếu là ngươi thì có dám không? Tông chủ của ngươi dám không? Lão già không nói gì. Tương Liêm lại nói, đây chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là chủ nhân bút đại đạo còn nói cho hắn biết phải làm phản thế nào. Nàng ta lắc đầu, gặp tên vua dựa dẫm này, nhiều nhất chỉ có thể đánh hắn một chập mà thôi, nặng tay cũng được nhưng không thể đánh chết. Chỉ cần hắn không chết thì không thành vấn đề, nhưng tất nhiên cũng không thể làm quá, bởi khi ấy hắn sẽ vứt hết mọi liêm sỉ, dùng đến thuật triệu hồi vô lý nhất chư thiên vạn giới này. Nàng ta lại lắc đầu thở dài, thế nhân cho rằng hắn là kiếm tu, nhưng không, hắn là triệu hồi sư cơ. Đã vậy cái kỹ năng này còn có bị động kinh dị khiếp, đã gọi đến thì mặc kệ hết thảy, một kiếm giết sạch. Tương Liêm tất nhiên đã từng điều tra về Diệp Huyên. Vì vậy cường giả đạo môn căn bản đều có hiểu biết về hắn. Dẫu sao thì giữa hai bên đã từng xảy ra ngần ấy mâu thuẫn cơ mà.
Nghe Tương Liêm nói vậy, lão già kia không khỏi nhìn sang, chiếu theo lời cô nương nói thì chúng ta cần gì đánh quy khư chi địa nữa. Đầu hàng luôn đi cho xong. Tương Liêm thản nhiên liếc lại, không nói lời nào. Nàng ta làm vậy chỉ để cứu một người. Chỉ cần làm được điều đó, nàng ta sẽ lập tức rút lui. Khi ấy quá khứ tông làm gì là chuyện của họ. Nàng ta sẽ không tiếp tục đối đầu với Kháo Sơn Vương nữa. Hai người nhanh chóng biến mất ở cuối đường hầm thời không. Không biết qua bao lâu sau, Diệp Huyên xuất hiện tại một vùng tinh vực quạnh quẽ. Cách hắn tầm mấy trăm nghìn trượng về phía trước chính là một tấm bia và một cánh cửa đá khổng lồ. Trên tấm bia có khắc bốn chữ quy khư chi địa thật lớn. Diệp Huyên quan sát khắp nơi, thấy đâu đâu cũng chỉ có tĩnh lặng. Một hồi sau, hắn mới nhấc chân đi về phía bia đá. Nhưng trước khi hắn tới nơi thì đã có một lão già lặng lẽ xuất hiện phía sau lưng. Lão ta mặc trường bào đen với ống tay áo thùng thình che đi hai tay, trong tay trái cầm một thanh trường đao nằm trong vỏ. Sự xuất hiện của lão khiến Diệp Huyên cảm thấy như bị châm chích vào lưng, khó chịu cực kỳ. Hắn khẽ động tâm niệm, để kiếm ý nhân gian lao ra. Cảm giác quái dị kia lập tức biến mất. Diệp Huyên quay lại đối mặt lão già, thấy lão ta cũng đang quan sát hắn. Không ai nói gì. Bỗng nhiên, lão già khẽ khàng dùng ngón cái đẩy chuôi đao lên. Xoẹt. Trường đao rời vỏ, đao khí kéo dài vạn trượng, tầng tầng lớp lớp tinh không bị nhát chém làm cho nứt vỡ như từng mảng thịt. Diệp Huyên nhíu mày, rút kiếm chém ra. Hắn không dám giấu nghề trước cường giả tam chi cảnh, vì vậy đã lập tức khởi động huyết mạch chi lực lẫn kiếm ý nhân gian. Quỳnh. Đao quang và kiếm quang bùng nổ. Diệp Huyên liên tục thối lui, vì tốc độ quá nhanh mà hai chân cọ vào nhau tóe ra tia lửa. Lão già kia cất giọng khàn đặc, ngươi là kẻ đầu tiên mới đến trật tự cảnh mà dám cản lại một đao của ta. Khi dừng lại được rồi, Diệp Huyên nhìn xuống tay phải. Hắn đã không còn cảm nhận được gì từ nó nữa. Lão già này ghê gớm thật. Lão ta đang chuẩn bị ra tay lần nữa thì bỗng quay đầu nhìn lại, thấy một cô gái đang đi ra từ trong cánh cửa đá. Nàng ta mặc giáp trắng, mái tóc bồng bềnh được buộc lại sau đầu, tay trái giấu sau eo. Người đạo môn. Diệp Huyên vội cất tiếng hỏi, xưng hô thế nào? Cô gái nhìn hắn, bạch giáp. Diệp Huyên gật đầu, bạch giáp cô nương, quy khư chi địa hiện nay còn bao nhiêu người? Bạch giáp, một mình ta. Diệp Huyên ngẩn ra rồi thốt lên, có còn ít thêm được miếng nào không? Hắn bây giờ chỉ muốn chửi thề. Cái đậu má nó chứ. Quy khư chi địa là nơi then chốt đến vậy mà đạo môn chỉ phái một người đến giữ. Chủ nhân bút đại đạo uống quá chén rồi hay gì? Bạch giáp chỉ bình tĩnh hỏi lại, ít ư. Diệp Huyên hỏi, cô đánh được bao nhiêu người? Bạch giáp giơ một ngón tay lên. Diệp Huyên lập tức méo mặt, được mỗi một người á. Bạch giáp nhìn hắn, bằng không thì thế nào? Diệp Huyên im luôn. Lão già ở đằng xa kia vừa toan mở miệng thì cô nàng tên Bạch Giáp này bỗng biến mất tại chỗ. Lão già nheo mắt lại, lách người sang bên, đặt tay phải lên chuôi đao rồi rút ra chém tới. Trên đường lao đến, Bạch Giáp khẽ híp mắt, sau đó bàn tay trái vẫn luôn đặt sau eo chợt vung ra. Ánh đao lóe lên, bốn bề an tĩnh. Đao của lão già chỉ mới rút ra được phân nửa. Lão ta thẫn thờ nhìn cô gái trước mặt đao. Nhanh, quá. Lời đến đây, thủ cấp đã văng ra ngoài. Bạch Giáp xoay người rời đi. Để lại Diệp Huyên chân chối nhìn theo. Trong lòng tràn ngập khiếp sợ. Cô gái này chỉ rút đao thôi đã chém chết một tam chi cảnh. Ngầu đét. Cô gái giáp trắng đi đến, hỏi Diệp Huyên, đạo lệnh đang nằm trong tay ngươi. Diệp Huyên gật đầu, chính xác. Bạch Giáp im lặng một hồi rồi hỏi tiếp, ngươi đến để giúp đỡ. Diệp Huyên lại gật. Bạch Giáp im lặng nhìn hắn. Diệp Huyên do dự nói, có phải cô chê ta yếu không? Bạch Giáp thành thật gật đầu. Diệp Huyên, vậy thôi ta đi. Bạch Giáp lắc đầu, có đạo lệnh trong tay, người đi nơi khác càng nguy hiểm hơn. Theo ta. Rồi xoay người đi về phía cửa đá. Diệp Huyên lưỡng lự một hồi rồi đi theo. Bước vào cửa đá rồi, hai người đi đến một vùng bình nguyên rộng lớn. Diệp Huyên ngóng nhìn nơi xa, nhìn thấy một dãy núi chạy dài liên tu bất tận,
núi này nối núi kia, mãi không chấm dứt. Hắn chỉ về nơi ấy, hỏi kia chính là Quy Khư chi địa sao? Bạch Giáp gật đầu, phải. Diệp Huyên, dấu ấn sinh mệnh nằm ở đó. Bạch Giáp, phải. Tất cả những thứ ở nơi này đều bị chủ nhân phong ấn chấn giữ, trong đó có một loại trật tự mang tên luân hồi vạn vật vạn linh, có sinh có diệt. Khi đi đến cuối cuộc đời, dấu ấn sinh mệnh của họ sẽ trở lại Quy Khư chi địa này, chờ đợi lần luân hồi tiếp theo. Diệp Huyên nhìn nàng ta, lần luân hồi tiếp theo. Bạch Giáp gật đầu, luân hồi chứ không phải hồi sinh. Nếu như hồi sinh, sinh linh không tử vong sẽ không biết kính sợ, ngược lại càng phô bày góc tăm tối nhất trong lòng mình. Một tia lạnh lùng lóe lên trong mắt nàng ta, quá khứ tông muốn phá hủy nơi này, đi ngược lại trật tự. Chỉ vì tư tâm của một số người mà muốn đẩy toàn thể vũ trụ vào bóng đêm vô tận, quả thật đáng chết. Diệp Huyên nhìn sang, cô nhắm phòng thủ nổi không? Bạch Giáp hờ hững đáp, không nổi cũng phải nổi. Diệp Huyên gật gù, không nói gì thêm. Bạch Giáp nói với hắn, chốc nữa ngươi giúp ta một việc. Diệp Huyên, cô nói đi. Bạch Giáp chỉ xuống đất, nơi này có một trận pháp cần một người đến khởi động. Vốn điều khiển nó là việc của ta, nhưng bây giờ chỉ có thể giao cho ngươi. Nói rồi nàng ta vươn tay chạm vào trán Diệp Huyên, không cho hắn thời gian phản ứng. Ào! Vô số thông tin ùa vào trí óc hắn. Bạch Giáp, đây là cách vận hành trận pháp. Diệp Huyên gật đầu, đang định mở miệng thì lại nghe nàng ta tiếp tục, nhớ kỹ, không được để chúng bước vào Quy Khư chi địa. Sau đó nàng ta xoay người một cái là đã cùng Diệp Huyên xuất hiện lại trong vùng tinh không kia. Tay trái nàng ta khẽ động. Ánh đao lóe lên. Quỳnh. Một bóng người mờ ảo cuống quýt lùi lại từ trước mặt Bạch Giáp. Nó lùi đi tầm mấy trăm nghìn trượng mới dừng lại được. Đồng thời, trước mặt Bạch Giáp đã xuất hiện một khe nứt dài cũng ngần ấy trượng. Diệp Huyên nhìn theo, chỉ thấy nơi cuối khe nứt là một người đàn ông trung niên mặc áo bào trắng đang đứng. Ông ta xóa tóc, tay phải siết chặt, y phục trước ngực đã rách tả tơi, để lộ một vết cắt nhuốm máu. Nhát đao vừa rồi suýt nữa đã lấy mạng ông ta. Người đàn ông nhìn Bạch Giáp, mở miệng nói, vốn tưởng người mạnh nhất đạo môn ngoài chủ nhân bút đại đạo chính là đạo linh, không ngờ người bảo vệ lại cũng lợi hại đến vậy. Bạch Giáp chỉ khinh thường đáp, định gọi thêm. Người đàn ông lầm bầm, đương nhiên không phải. Nói đến đây, thời không phía sau ông ta nứt đôi, để một luồng khí tức vô cùng khủng bố ập tới. Vừa cảm nhận được khí tức này, Diệp Huyên đã biến sắc. Má nó! Đừng bảo là cường giả trên tam chi cảnh đấy nhé. Bạch Giáp khẽ nheo mắt, bàn tay trái đặt sau lưng nắm lại, để đao mang lóe lên. Người đàn ông kia nhìn Diệp Huyên, người chính là Kháo Sơn Vương. Diệp Huyên không biết phải nói gì. Từ khi nào mà hắn nổi tiếng dữ vậy? Người đàn ông khẽ cười, tin đồn chống lưng của Kháo Sơn Vương rất mạnh có thật không? Diệp Huyên cong môi hỏi lại, ông muốn biết lắm à? Người đàn ông nhìn hắn, không muốn. Diệp Huyên vừa mở miệng thì lại thấy thời không phía sau đối phương nứt đôi, để một lão già mặc áo gấm bước ra. Vào khoảnh khắc lão ta xuất hiện, tinh vực chấn động kịch liệt rồi biến mất từng chút một. Cho dù lão không hề làm gì cả. Diệp Huyên nhìn Bạch Giáp một hồi mới nghe nàng ta nói, lão này không phải tam chi cảnh. Không phải tam chi cảnh. Diệp Huyên xa sầm mặt, cô thắng nổi không? Bạch Giáp nhìn lại, ta không thành vấn đề, quan trọng là ngươi. Diệp Huyên nhíu mày, là sao? Bạch Giáp chỉ im lặng nhìn hắn. Sắc mặt Diệp Huyên chợt kém đi trông thấy. Nếu Bạch Giáp bị kiềm chế thì ai là người gặp nguy hiểm nhất? Chắc chắn là hắn chứ không ai khác. Quả nhiên, người đàn ông kia đã chú ý hắn. Bạch Giáp bỗng nói, khởi động trận pháp đi. Rồi nhấc chân đi về phía lão già. Lão ta chỉ nói, xin chỉ giáo. Khóe môi cong lên đầy dữ tợn, Bạch Giáp ra tay. Xoẹt. Thời không trước ngực lão già bị rạch mở, để đao mang ẩm ẩm phóng ra. Nhanh quá. Người đàn ông và Diệp Huyên thấy vậy thì đều biến sắc. Nhất là Diệp Huyên, bởi hắn chưa từng thấy nhát đao nào nhanh đến vậy. Nếu đối thủ của Bạch Giáp là hắn, e rằng có bị nàng ta chém đầu cũng không hay biết gì. Nhưng lão già kia vẫn giữ vẻ bình tĩnh, chỉ nâng tay phải lên.
Ầm. Một luồng sức mạnh vô hình gắng gượng chặn đao mang lại. Bỗng nhiên Bạch Giáp xoay người, lại vung đao chém xuống. Uỳnh. Đao mang nổ tung, lão già áo gấm liên tục lùi lại mấy chục nghìn trượng. Sắc mặt người đàn ông xa sầm theo khi thấy vậy. Lão già đưa mắt nhìn xuống, thấy trên tay phải là một vết chém sâu hõm, để máu đổ thành vòi. Lão nhìn Bạch Giáp, nói, người đi đối phó thanh niên kia. Người đàn ông nghe vậy thì nhìn sang Diệp Huyên, nắm tay phải lại, để một luồng sức mạnh kinh khủng tràn ra. Diệp Huyên bình tĩnh đứng đó, kiếm thanh huyên rung lên bần bật trong tay. Bỗng nhiên thời không bốn phía chợt nứt vỡ, kéo theo hàng loạt luồng khí tức khủng bố đến. Chỉ trong chớp mắt đã có 36 cường giả đáng sợ xuất hiện, 6 người cầm đầu đều đã đến tam chi cảnh. Diệp Huyên nhìn họ một hồi, hỏi Tiểu Tháp, người thấy ta có phần thắng không? Tiểu Tháp, người không biết tự nhận xét à? Im lặng một hồi sau, Diệp Huyên nói, ta muốn liều một lần. Tiểu Tháp, người nghiêm túc đấy chứ? Diệp Huyên gật đầu. Tiểu Tháp im lặng hồi lâu mới nói, vậy ta cũng điên theo tiểu chủ một lần. Uỳnh. Nói rồi nó hóa thành tia sáng vàng lao ra khỏi cơ thể Diệp Huyên, cất tiếng cười to, xem ra Tiểu Tháp ta không thể sống kín tiếng được nữa rồi. Bằng không thế nhân lại cho rằng ta là cái tháp ăn bám mất. Diệp Huyên nhìn cái tháp ở chân trời, thì thầm hỏi, huynh thì sao hả Tiểu Bút? Tỏ thái độ chút đi. Tiểu Bút lên tiếng sau một khoảng dài im lặng, nếu cậu hứa không bán đồng đội thì ta có thể theo cậu chơi đến cùng lần này. Nói thật thì ta cũng còn giấu chút thực lực, nhưng đại ca à, làm ơn đừng bán đứng nhau được không? Bán đứng đồng đội. Tiểu Bút đã đi theo Diệp Huyên được một thời gian, tự nhận hiểu rõ tính nết hắn vô cùng. Cái tên này ấy mà, lắm lúc chẳng đáng tin chút nào. Làm nó sợ phát khiếp. Nghe Bút đại đạo nói vậy, Diệp Huyên bèn cất giọng cười to. Hắn vươn tay gọi kiếm thanh huyên xuất hiện, chỉ thẳng vào nhóm người bên kia, gần giọng nói các ngươi cùng nhau tới đây. Cùng lên một lượt. Người đàn ông trung niên chậm rãi lắc đầu, ngươi cũng dám. Rồi nhấc chân bước tới. Ầm. Thời không trước mặt Diệp Huyên nứt toạc, để một bóng người mờ ảo đi kèm luồng sức mạnh nặng lựa núi non ập đến. Thời không khắp nơi tầng tầng sắp đổ, trông kinh khủng vô cùng. Diệp Huyên nheo mắt, để một tia lệ khí thoát qua, sau đó hai mắt hắn biến thành biển máu. Vung kiếm, xoẹt. Tiếng kiếm minh lảnh lót vang khắp tinh không vũ trụ, một tia kiếm quang giáng thẳng xuống trước người hắn. Xé nát hết thảy. Uỳnh. Diệp Huyên và người đàn ông kia đồng thời thối lui, chỉ dừng lại sau hơn vạn trượng. Người đàn ông ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên, nheo mắt nói, huyết mạch chi lực. Diệp Huyên tuét miệng cười đến là khoái trá, ngươi biết cha ta là ai không? Người đàn ông bình thản nhìn lại, ta biết ngươi là vua dựa dẫm, có người chống lưng cho. Hay là ngươi muốn lấy người ấy ra dọa ta? Diệp Huyên cười, không hề, ta chỉ muốn cho ngươi biết cha ta lợi hại vô cùng, chỉ cần dùng một kiếm là có thể diệt sạch quá khứ tông các ngươi. Người đàn ông bật cười, ngu dốt, nực cười, cha ngươi dùng một kiếm là có thể diệt sạch quá khứ tông chúng ta. Mấy lời cuồng vọng này mà ngươi cũng dám nói. Diệp Huyên, ngươi đang nghi ngờ cha ta. Người đàn ông, đứa con đã yếu vậy, kẻ làm cha có thể mạnh đến đâu. Xoẹt. Một thanh huyết kiếm bất thình lình bay ra khỏi cơ thể Diệp Huyên rồi phóng lên cao. Đồng tử người đàn ông co rụt lại, vội vàng ấn tay về phía trước, gọi ra một luồng năng lượng khổng lồ tạo thành lá chắn ngăn lại trước người. Kiếm đã đến. Xoẹt. Những người khác chỉ thấy thanh huyết kiếm băm nát lá chắn như sắt đậu hũ, sau đó đâm xuyên qua giữa trán người đàn ông. Ai nấy đều sửng sốt. Người đàn ông cứng người, mờ mịt nhìn Diệp Huyên, ngươi. Diệp Huyên ra vẻ bình thường, đã thấy tình thương của cha chưa? Người đàn ông. Bỗng có một giọng nói truyền đến, đây chính là dựa vào bản thân mà ngươi nói đấy à? Diệp Huyên quay lại, thấy một cô gái đang đi đến. Chính là Tương Liêm. Diệp Huyên hỏi, ta có gọi ai đến sao? Tương Liêm nhìn hắn bằng đôi mắt lạnh lẽo, đây mà là không gọi ai đến. Diệp Huyên cười, thì ta có gọi ai đâu, do các ngươi sỉ nhục cha ta trước. Không phục thì cứ đi mà tìm ông ấy nói chuyện. Cứ yên tâm, người họ Dương chúng ta quang minh lỗi lạc, Diệp Huyên ta tuyệt đối sẽ không giúp đỡ.
Tương Liêm nhìn hắn chằm chằm, không nói lời nào. Chợt nghe Kiếm Linh mở miệng, chủ nhân bảo ta truyền lời cho các ngươi. Cha là cha, con là con gây chuyện thì tìm con mà xử, đừng kéo cha vào cuộc. Hắn nói đúng, người họ Dương quang minh lỗi lạc, các ngươi cứ tìm hắn mà báo thù, người làm cha tuyệt đối không giúp đỡ. Sau đó lại hóa thành huyết quang chui về cơ thể Diệp Huyên. Diệp Huyên câm nín một hồi mới thốt lên, đậu má. Tương Liêm khẽ cười, hay lắm, cha con các ngươi đúng là thú vị. Diệp Huyên nhàn nhạt nói, thế này đi Tương Liêm cô nương, chúng ta giao kèo với nhau. Hôm nay, tại đây, ta sẽ đấu một chọi một với Quá Khứ Tông. Chỉ cần các người lần lượt lên, không đánh hội đồng, ta cũng sẽ không gọi ai đến, được không? Tương Liêm, ngươi gọi đi. Diệp Huyên nhíu mày. Tương Liêm càng nhìn hắn, có giỏi thì gọi người đến đây. Diệp Huyên không nói gì. Mà mẹ nó. Sao người này không đi theo lẽ thường? Tương Liêm cười khẽ, Diệp công tử sẽ không gọi người đến, bởi chính ngươi cũng biết, làm như vậy thì ngươi vĩnh viễn chỉ là một kẻ thích dựa dẫm. Nhưng ngươi lại muốn chứng minh bản thân với thế nhân, rằng ngươi mới là nhân vật chính của thế hệ này, không phải một kẻ ăn bám. Diệp Huyên vung kiếm Thanh Huyên lên ngắt lời nàng ta, ngon thì nhào vào đánh hội đồng. Xem ta có dám gọi ai đến không? Tương Liêm im lặng nhìn hắn. Dám không? Nàng ta không dám. Theo tư liệu điều tra được, tên Kháo Sơn Vương này là một kẻ không biết liêm sỉ. Lúc này, một lão già đi theo Tương Liêm hỏi, cô nương, chúng ta cần phải sợ hắn sao? Nàng ta quay lại nhìn, không sợ thì các ngươi lên một lượt đi. Lão già nghe vậy thì cau mày. Thấy người đàn ông ban nãy bị giết trong nháy mắt như vậy đã khiến lão mang lòng kiêng kỵ. Một tam chi cảnh, lại bị giết nhanh chóng đến vậy. Mức độ khủng bố không phải bình thường, đã vậy bản thân đối phương còn không hề xuất hiện. Tương Liêm nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử thật sự muốn làm người cứu vớt thế giới à? Diệp Huyên khoát tay, không cần lãng phí nước bọt nữa. Các ngươi muốn phá hủy quy khư chi địa thì phải bước qua xác ta. Từng người một lên đi, yên tâm, chỉ cần là một chọi một, ta có chết cũng không gọi thêm người. Đây là nguyên tắc cuối cùng của ta. Mọi chọi một. Tương Liêm im lặng một hồi rồi nói, được, không thành vấn đề. Sau đó quay đầu nhìn lại phía sau, hắn đã đồng ý một chọi một, bây giờ đến lượt các ngươi. Nói xong thì lui sang một bên. Lời này của Tương Liêm khiến Diệp Huyên cau mày. Con mẹ nó chứ. Mục đích của nàng ta ngay từ đầu chính là bắt hắn phải tự lựa chọn một chọi một. Nếu hắn thua mà phải gọi người, vậy chẳng khác nào tự hủy đạo tâm. Diệp Huyên nhìn sang, thấy Tương Liêm nhoẻn môi cười. Thế là hắn cũng toét miệng cười lại đến là vui vẻ. Nụ cười này khiến Tương Liêm nhíu mày, chợt cảm thấy bất an dâng lên trong lòng. Lúc này, thời không ở nơi xa vỡ ra, để một người đàn ông áo trắng bước tới. Lại là tam chi cảnh. Những cường giả khác đều sửng sốt khi thấy người này. Đó chính là Bạch Y. Thiếu tông chủ của Quá Khứ Tông, cũng là người đạt đến tam chi cảnh trẻ nhất trong tông. Không những vậy mà Y còn có chiến tích khủng khiếp, từng giết được cường giả trên tam chi cảnh. Diệp Huyên nhíu mày khi thấy Bạch Y. Người này xuất hiện một cách im hơi lặng tiếng, không có bất kỳ khí tức gì, tựa như một người bình thường. Nhưng ai nấy đều cảm giác được một sức ép vô hình đang đè xuống. Sức ép đến từ cường giả. Hắn đã được cảm nhận từ Bạch Giáp trước kia. Bạch Y dừng lại trước mặt Diệp Huyên, quan sát hắn một hồi rồi hạ khí tức trên người xuống trật tự cảnh. Những cường giả khác đều sửng sốt. Tương Liêm cau mày nói, người đang xem thường hắn ta. Bạch Y lắc đầu, không, ta đang tôn trọng Diệp công tử. Y nhìn Diệp Huyên, đã là một trận chiến công bằng thì sao ta có thể dựa vào cảnh giới mà chèn ép người khác. Diệp công tử đã đến trật tự cảnh, ta cũng sẽ dùng trật tự cảnh, đó mới là công bằng. Diệp Huyên cười, ngươi không cần phải làm thế. Bạch Y mỉm cười, tới đây đi Diệp công tử, ta rất muốn lĩnh giáo xem kiếm của kiếm tu ra sao. Diệp Huyên gật đầu, ngươi đã hạ cảnh giới thì ta cũng không dùng ngoại vật vậy. Nói rồi. Kiếm Thanh Huyên trong tay hắn biến thành một thanh ý kiếm. Kiếm nhân gian. Đối phương kiêu ngạo. Hắn cũng không kém.
hai bên nhìn nhau, không nói một lời, sau đó Diệp Huyên biến mất. Xoẹt. Thời không trước mặt Bạch Y bỗng bị vạch ra một đường, theo sau là kiếm mang ập đến. Y bình thản đưa tay lên rồi chập lại. Quỳnh. Ngón tay Y kẹp lại một thanh kiếm, đang muốn vận sức thì Diệp Huyên bỗng buông tay. Tay phải hắn rạch một đường về phía bụng Bạch Y, đã cầm một thanh ý kiếm khác tự lúc nào. Bạch Y khẽ nheo mắt, thả tay ra rồi thọc về phía yết hầu Diệp Huyên nhanh như chớp. Dùng thương tích đổi tính mạng. Y đang muốn ép Diệp Huyên phải rút kiếm thu tay, khi ấy hắn sẽ rơi xuống hạ phong, bị đẩy vào thế bị động. Nào ngờ Diệp Huyên lại chẳng hề thu kiếm về. Ầm. Xoẹt. Hai người tách ra, điên cuồng thối lui. Tận mấy hơi thở sau mới đồng loạt dừng lại. Yết hầu Diệp Huyên đã bị chọc vỡ, máu tươi tràn ra. Bạch Y thì bị chém một đường kiếm sâu hóm ngang bụng. Y không tu luyện thể xác, vì vậy kiếm của Diệp Huyên có thể dễ dàng phá vỡ lớp phòng ngự. Những người khác đang nhìn họ không chớp mắt. Ai nấy đều kinh ngạc vô cùng, không ngờ bọn họ vừa ra tay đã lấy mạng đổi mạng. Bạch Y nhìn Diệp Huyên, thì thầm, thì ra Diệp công tử là kiếm tu, đúng là khiến ta ngạc. Lời còn chưa dứt, Y đã thấy Diệp Huyên biến mất ở nơi xa. Kiếm quang lóe lên. Xoẹt. Một thanh kiếm bất ngờ xuất hiện trước trán Y. Vì Y phí công mở miệng nên đã chậm một nhịp, đánh mất tiên cơ. Thế là Y không chọn kẹp kiếm của Diệp Huyên nữa mà lách mình né đi trong gang tấc, đồng thời xoay người tung cú đấm vào đầu Diệp Huyên. Quỳnh. Cú đấm khiến tinh không rung lên bần bật, những người khác thấy rúng động tâm can. Đường kiếm lệch đi, Diệp Huyên cũng không tránh né mà xoay nhẹ cổ tay, vung kiếm sang ngang, lại chém vào Bạch Y. Vẫn là lấy mạng đổi mạng. Ầm. Doạt. Diệp Huyên ăn trọn một cú đấm vào đầu, bay véo ra ngoài như con diều đứt dây. Hắn bay tận mấy chục nghìn trượng mới dừng lại, lập tức nhíu mày. Tầm mắt hắn rối loạn, đầu hắn váng vất như bị rót trì, toàn bộ hộp sọ trải rộng vết nứt. Cú đấm kia thiếu chút nữa đã phá hủy được thân xác hắn. Nhưng tình hình của Bạch Y còn nghiêm trọng hơn hắn. Đường kiếm ban nãy của Diệp Huyên chém vào vết thương cũ nên cũng suýt thành công phanh thây Bạch Y, ít nhất cũng khiến lục phủ ngũ tạng Y trọng thương. Sắc mặt các cường giả quá khứ tông kém đi hẳn khi thấy vậy. Bạch Y nói, đây là lần đầu tiên ta thấy có người đánh như ngươi. Diệp Huyên nhìn lại, thêm một lần nữa, xem ngươi chết hay ta chết. Bạch Y cười, thử xem chẳng phải sẽ biết ngay. Diệp Huyên cong môi, vậy thì thử. Nói rồi hắn biến mất. Thử xem. Thấy Diệp Huyên một lần nữa ra tay, sắc mặt tất cả mọi người đều trở nên nghiêm trọng. Bởi vì thắng bại có thể được quyết định trong lần này. Chỉ thấy Bạch Y kia nắm tay phải lại rồi đấm về trước. Cú đấm mang theo sông suối và trăng sao bất ngờ xuất hiện, sinh ra vô vàn những luồng sức mạnh bí ẩn, ầm ầm đập đến như một trận lũ quét. Chứng kiến cảnh này, ai nấy đều biến sắc. Bạch Y rõ ràng không muốn liều chết với Diệp Huyên bằng cách cận chiến. Bởi Y biết, một khi bị Diệp Huyên tiếp cận, người bị thiệt chính là Y. Bởi vì Diệp Huyên là thể tu. Lấy mạng đổi mạng, Y làm sao sánh bằng. Từ nơi xa, Diệp Huyên thấy Bạch Y tung cú đấm thì quyết đoán dừng lại. Hắn vung tay, thúc giục vô số kiếm ý nhân gian điên cuồng vọt ra, trở thành một cơn bão bùng nổ trong tinh không dưới ánh nhìn của những người khác. Sau đó hắn vung kiếm nhân gian lên, chém xuống. Kiếm ý rào rạt bắn ra. Cả hai trực tiếp đối đầu với nhau. Khi hai luồng sức mạnh khủng khiếp va chạm với nhau. Quỳnh. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên khắp bốn phương tám hướng. Luồng khí hung hãn cuồn cuộn thổi đi bốn phía, khiến các cường giả khác không ngừng thối lui. Nhưng mấy vị tam chi cảnh thì vẫn sừng sững tại chỗ. Có điều mặt mày ai nấy đều trầm trọng vô cùng. Diệp Huyên và Bạch Y đều đang ở trật tự cảnh, nhưng sức mạnh mà họ thể hiện không hề thua kém gì tam chi cảnh. Mấy người bên quá khứ tông nghĩ vậy bèn cảm thấy nhẹ nhàng hơn hẳn. Bởi vì cảnh giới thật sự của Bạch Y đã là tam chi cảnh, còn Diệp Huyên chỉ mới đến trật tự cảnh mà thôi. Tương Liêm đứng ở một bên, nhìn Diệp Huyên với đôi mắt bàng hoàng. Ấn tượng đầu tiên hắn để lại trong lòng nàng ta chính là một tên vua dựa dẫm, có rất nhiều chống lưng mạnh mẽ. Nhưng giờ đây nàng ta mới nhận ra bản thân hắn vốn đã rất mạnh,
chỉ vì chống lưng quá mạnh nên mới che lấp hết ưu điểm của hắn. Nàng ta thu hồi suy nghĩ, xoay lại nhìn cánh cửa dẫn vào quy khư chi địa với vẻ mặt phức tạp. Bây giờ chưa phải lúc thích hợp để đi vào nơi đó. Chừng nào còn chưa giải quyết được một số người, bọn họ tuyệt đối không thể đến gần quy khư chi địa. Đó là đạo môn. Những người này không hề đơn giản. Cho dù chủ nhân bút đại đạo không xuất hiện, đạo môn cũng không phải một thế lực có thể giải quyết trong một sớm một chiều. Một tiếng nổ nữa kéo sự chú ý của Tương Liêm trở lại. Nàng ta dõi mắt nhìn, thấy Diệp Huyên và Bạch Y đang giao chiến kịch liệt. Hàng loạt kiếm khí bay tứ tung ngang dọc khắp tinh không. Hai bên người tới ta đi, không ai sợ ai, có qua có lại. Ỷ vào lợi thế về thân xác, Diệp Huyên lại tiếp cận Bạch Y để thực hiện ý đồ đánh cận chiến. Vừa đến gần đối thủ, hắn đã vung kiếm chém vào vai đối phương. Phập! Y phục trên vai Bạch Y nát bươm, nhưng Y cũng lẹ làng thụi một cú vào bụng Diệp Huyên. Bụp! Diệp Huyên bị sức mạnh khủng bố kia nện bay ra ngoài, nhưng trong lúc đó cũng đã ngưng tụ hàng loạt kiếm ý nhân gian nhấn chìm Bạch Y. Các cường giả quá khứ tông thấy vậy thì biến sắc. Bỗng nhiên có quyền quang bùng nổ từ bên trong, đập vỡ vô số kiếm quang. Nhưng chỉ một khắc sau, Diệp Huyên bị đánh bay đi trước đó đã trở lại trước mặt Bạch Y. Lại vung kiếm chém ra. Xoẹt. Hai người vừa va chạm đã lại tách ra. Một khắc sau, Diệp Huyên bị đánh bay đi trước đó đã hóa thành kiếm quang vọt về phía Bạch Y. Những người khác thấy vậy thì biến sắc. Từng đường kiếm nối tiếp nhau. Diệp Huyên như phát điên, không ngừng lao về phía Bạch Y. Bọn họ nhìn thấy thân thể hắn lại nứt vỡ thêm một phần sau mỗi lần lui lại, dần ra nó đã trải đầy vết nứt, bị máu tươi nhuốm đỏ, nhưng Diệp Huyên vẫn không ngừng lại, vẫn tiếp tục lao tới. Trên người Bạch Y cũng đầy rẫy vết kiếm. Cuối cùng, không biết qua bao lâu sau, Diệp Huyên lại lao tới rồi lại bị đánh bay. Nhưng chỉ thấy thân xác Bạch Y chóc ra từng mảng như chịu cực hình lăng trì. Một hồi sau, máu thịt của Y đã rơi rụng hết, chỉ còn lại linh hồn. Mọi ánh mắt đổ dồn vào Diệp Huyên, chỉ thấy thân xác hắn tuy cũng đã nát be nát bét nhưng ít nhất vẫn còn ra hình ra dạng, chưa bị hủy hoại. Linh hồn Bạch Y ngẩng đầu lên, lại thấy Diệp Huyên vào tới. Các cường giả quá khứ tông thấy vậy thì sắc mặt trở nên khó chịu trông thấy. Chẳng lẽ hắn điên rồi? Đúng là Diệp Huyên đã điên thật. Nhưng không phải do chủ động kích hoạt huyết mạch phong ma, mà là do đánh nhau đến điên cuồng. Thấy hắn lao tới, Bạch Y nheo mắt, siết tay phải lại. Một luồng sức mạnh linh hồn khủng khiếp thoát cái hội tụ trong tay Y. Khi Diệp Huyên nhảy đến trước mặt, Y tung nắm đấm ra. Cú đấm đi kèm sức mạnh linh hồn bùng nổ như núi lửa. Diệp Huyên cũng đã vung kiếm chém xuống. Hắn vẫn không dùng kiếm Thanh Huyên. Một khi dùng thì giết Bạch Y không phải việc khó gì, cho dù Y có khôi phục cảnh giới, hắn cũng tự tin có thể giết đối phương. Nhưng hắn không dùng. Diệp Huyên hắn có quy tắc, người quân tử thì ta cũng quân tử, người tiểu nhân thì ta càng tiểu nhân hơn ngươi. Nếu đối phương đã quang minh lỗi lạc thì hắn cũng sẽ không làm kẻ tiểu nhân. Tuy không dùng kiếm Thanh Huyên nhưng hắn vẫn sử dụng nhất kiếm Định Hồn. Cho dù sức mạnh có yếu đi nhiều nhưng vẫn đủ để mang lại lợi thế rất lớn. Những người khác chỉ nhìn thấy sức mạnh linh hồn của Bạch Y vỡ tan, bản thân Y phải lui lại hơn chục nghìn trượng trong nháy mắt. Khi Y vừa dừng lại, kiếm của Diệp Huyên cũng đuổi tới. Linh hồn Y đã mờ nhạt đi rất nhiều. Y nheo mắt nhìn thanh kiếm đang vung tới với vẻ trầm trọng, đột nhiên phát hiện đối phương đang nhằm vào linh hồn của Y. Nếu lại trực tiếp đỡ đòn thì Y sẽ bị thiệt rất lớn. Sau đó Bạch Y nhắm mắt lại, thiên địa vi nhục thân. Y mở rộng tay phải ra rồi nắm lại. Quỳnh! Đất trời rung chuyển trong nháy mắt, những người khác chỉ nhìn thấy vô số sức mạnh thần bí hội tụ lại quanh linh hồn Bạch Y, trở thành một thân xác hoàn toàn mới. Bạch Y mở bừng mắt, đưa tay chấm nhẹ vào giữa trán mình. Hàng triệu triệu ký tự cổ xưa trông như bầy nòng nọc thoát cái hiện ra quanh Y, huyền diệu vô cùng, tản mát ra khí tức đến từ thời viễn cổ xa xôi. Quá khứ kinh. Có cường giả quá khứ tông kêu lên. Quá khứ kinh là thuật thần thông đứng hai nhì trong tông, một khi sử dụng có thể hội tụ những sức mạnh từ quá khứ vào bản thân, tu
tung ra một cú đấm đại diện cho quá khứ. Năm xưa Bạch Y cũng dựa vào chiêu này để vượt cấp tiêu diệt một cường giả khủng khiếp trên tam chi cảnh. Mà nay, đối mặt với Diệp Huyên, Y lại sử dụng nó. Khi Bạch Y siết chặt tay phải, hàng tỷ tỷ ký tự bí ẩn hóa thành những tia sáng bay vào nắm đấm Y. Đúng lúc này, Diệp Huyên dừng lại. Hắn cảm nhận được sự đáng sợ đến từ những ký tự đó. Nếu tiếp tục lao tới, kẻ bị đấm thành hư vô chính là hắn. Chỉ thấy Bạch Y tung nắm đấm ra. Cú đấm mang theo sức mạnh như dòng nước xiết chảy dài vạn trượng ầm ầm lao về phía Diệp Huyên. Tinh vực trong phạm vi mấy chục triệu dặm đều bị nó làm cho vỡ nát. Các cường giả quá khứ tông thấy vậy thì cuống quýt thối lui. Cho dù là ba vị tam chi cảnh cũng nhanh chóng thoát khỏi tầm ảnh hưởng của cú đấm. Diệp Huyên ở đối diện nhắm mắt lại, gọi kiếm nhân gian ra lơ lửng trên tay, trong người tản ra kiếm ý nhân gian vô cùng vô tận. Hắn đang khởi động huyết mạch chi lực. Dần ra, kiếm ý nhân gian quanh hắn trở thành màu đỏ máu. Huyết mạch chi lực. Các cường giả quá khứ tông thấy vậy thì đanh mặt. Cường giả cao cấp như họ đương nhiên có thể nhận ra sự khủng bố của huyết mạch chi lực này. Đúng là Kháo Sơn Vương. Bọn họ đều tin thanh niên này quả thật có chống lưng. Diệp Huyên bỗng nói, trận chiến này nên kết thúc rồi. Nói xong, hắn bước về trước, kiếm ý nhân gian đỏ quạch hóa thành một thanh kiếm rơi vào tay. Diệp Huyên lấy vỏ kiếm ra, đút kiếm vào rồi bất thình lình rút ra, rút kiếm định sinh tử. Hắn dồn hết toàn lực vào đường kiếm này. Tiếng kiếm minh lảnh lót vang khắp tinh không vô tận. Kiếm chém xuống. Ầm. Chỉ trong phút chốc, tinh vực vô tận hóa thành một vùng đen nhánh khi một luồng sức mạnh khủng bố bùng nổ từ trước mặt Diệp Huyên và Bạch Y. Cả hai người đồng thời bị đánh bay, linh hồn Bạch Y ngày càng nhạt nhòa, thân xác Diệp Huyên bị đập vỡ, linh hồn cũng dần biến mất. Bay đi hơn mất trăm nghìn trượng rồi, cả hai mới dừng lại. Thấy tinh không bốn phía đang trở thành màu đen với tốc độ khủng khiếp. Chúng đã bị sức mạnh của cả hai đập vỡ. Các cường giả quá khứ tông sững sờ vô cùng, sức mạnh thật sự là kinh khủng quá. Diệp Huyên dừng lại rồi thì nhắm mắt lại. Hắn đã không còn sử dụng được chút sức lực nào nữa. Bỗng nhiên có một bóng người mờ ảo xuất hiện, mọi người nhìn theo, sau đó đồng tử Tương Liêm rụt lại. Ngăn hắn ta lại. Chưa nói hết đã phóng về phía Diệp Huyên. Bởi vì cái bóng kia cũng làm vậy. Hắn ta muốn giết hắn. Các cường giả quá khứ tông chố mắt nhìn nhau. Gì thế này? Họ phải cứu Kháo Sơn Vương à? Nhưng không ai hành động. Họ không làm được chuyện này. Mà Tương Liêm đã sợ đến mức hồn phi phách tán. Vua dựa dẫm mà bỏ mạng ở đây thì còn làm ăn cái gì nữa? Nhưng nàng ta càng nghi ngờ người ra tay là ai, chắc chắn không phải quá khứ tông, nhưng vậy thì là ai muốn giết Kháo Sơn Vương. Thấy bóng mờ kia vọt đến, Diệp Huyên đang lơ lửng trên không trung cũng phải cau mày. Thứ gì đây? Quá khứ tông chơi dơ à? Nhưng suy nghĩ này nhanh chóng bị gạt bỏ khi hắn thấy Tương Liêm đang hộc tốc lao đến hòng ngăn chặn bóng mờ. Cái bóng đã đến rất gần, nhưng Diệp Huyên lại không thể làm gì. Trận chiến với Bạch Y đã vắt kiệt hắn, bây giờ một chút sức lực cũng không còn nữa. Phải chết tại đây ư? Diệp Huyên nhắm mắt lại, hàng loạt hình ảnh quá khứ xẹt qua trong đầu. Còn rất nhiều cô gái đang đợi. Hắn không thể chết được. Hắn mở bừng mắt, để kiếm Thanh Huyên hóa thành kiếm quang bay vút ra. Thanh kiếm gắng gượng cản đường bóng mờ, nhưng hắn ta lại nhẹ nhàng gõ vào thân kiếm. Quỳnh. Kiếm Thanh Huyên bị đẩy ra trong nháy mắt. Nhiều đó đã đủ để Tương Liêm xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Nàng ta vung tay, hất ra một luồng sức mạnh như sóng trào. Bóng mờ chỉ nhẹ nhàng ấn tay, cũng thả ra một luồng sức mạnh uyển chuyển như nước. Thời không giữa họ nổ tung. Bóng mờ bất chợt xoay người, biến mất ở cuối tinh không. Đôi mày nhíu thật chặt. Tương Liêm như nghĩ đến gì đó mà hỏi Diệp Huyên, người còn kẻ địch nào nữa? Diệp Huyên lắc đầu, ta không biết. Tương Liêm, không biết. Diệp Huyên gật đầu, thì thào, không cần bận tâm, kẻ thù của ta đó giờ không sống nổi sang bản đồ kế tiếp. Tương Liêm nhìn hắn, người thích khoe mẽ thật.
Diệp Huyên hỏi, giờ ta đang yếu lắm, cô có thuốc trị thương không? Mấy cường giả quá khứ tông đang đứng sang bên nghe vậy thì mặt sưng mày xỉa. Một lão già cả giận quát, Kháo Sơn Vương, ngươi nhìn cho rõ, chúng ta đang là kẻ địch. Diệp Huyên liếc lão, vậy ông qua đây đánh chết ta luôn đi. Lão già chưa từng thấy ai lớn lối như vậy, nhất thời suýt nữa nổ tung. Diệp Huyên chỉ vào Quy Khư chi địa, muốn đi thì đi đi. Nói rồi hắn nhắm mắt lại. Giờ phút này hắn đã không còn sức lực gì, mà vốn cũng không phải người bảo thủ. Hắn sẽ ngăn cản trong phạm vi có thể làm được, nhưng bây giờ thì hết rồi. Tương Liêm nghe vậy thì liếc hắn một cái rồi nói với mấy người kia, đến Quy Khư chi địa đi. Mấy cường giả quá khứ tông vội vàng bay về phía cửa đá. Diệp Huyên cũng thật sự không ra tay ngăn cản mà chỉ dùng kiếm thanh huyên dưỡng hồn để tái tạo lại thân xác. Hắn cũng không biết phải làm thế nào, bởi vì thân xác mới có nghĩa là phải tu luyện lại chiến cổ thể. Nghe mà xót hết cả ruột. Bên kia, nhóm cường giả quá khứ tông vừa rậm bước vào cửa đá thì có dị biến xảy ra. Ầm. Một tiếng nổ lên vang lên từ bên trong, tống mấy chục cường giả bay ra trong nháy mắt. Tương Liêm nhíu mày nhìn lại, thấy một người đàn ông trung niên chậm chậm bước ra. Ông ta khoác đạo bào trên thân, tay cầm một cây thương gỗ dài. Ánh mắt Tương Liêm nhìn ông ta tràn đầy hoài nghi. Nàng ta không biết người này. Nàng ở trong đạo môn bao nhiêu năm qua, cơ bản đều quen mặt các cường giả nơi ấy, nhưng lại chưa từng thấy hay nghe gì về người này. Tương Liêm xa sầm mặt. Các cường giả quá khứ tông thì nhìn người đàn ông với vẻ nghiêm trọng. Người kia bước ra khỏi cửa đá, nhìn Diệp Huyên rồi nhìn Tương Liêm rồi lắc đầu, Tương Liêm cô nương cần gì phải cố chấp như vậy. Tương Liêm khẽ cười, chủ nhân bút đại đạo từng nói, người ở Quy Khư chi địa đều bình đẳng như nhau, nhưng kết quả thế nào? Nàng ta chỉ vào Diệp Huyên, ta biết người đứng sau hắn từng phá vỡ quy củ mấy lần, đúng chứ? Người đàn ông không nói gì. Tương Liêm còn muốn nói nữa thì Diệp Huyên đang chữa thương bỗng mở mắt ra, Tương Liêm cô nương tự dưng so bì làm gì? Tương Liêm cười nói, vì ngươi có thể hồi sinh người khác ở Quy Khư chi địa còn chúng ta chỉ có thể tuân theo thứ gọi là trật tự và quy củ này. Vì sao chứ? Diệp Huyên, vậy ta hỏi cô, người như cô liệu có tuân theo trật tự và luật pháp dưới nhân gian thế tục, thứ được tạo nên bởi những người không khác gì con kiến trong mắt cô không? Tương Liêm không nói gì. Diệp Huyên cười, chắc chắn là không. Cô đã không làm được thì mắc gì bắt người khác phải làm theo. Không thấy buồn cười à? Nói luôn cho cô hay, đây là tiêu chuẩn kép. Dùng tiêu chuẩn của thánh nhân áp đặt lên kẻ khác, dùng tiêu chuẩn của tiện nhân áp lên mình. Tương Liêm lạnh lùng hỏi, vậy chúng ta phá hủy Quy Khư chi địa là sai sao? Diệp Huyên lắc đầu, không ai nói cô sai, ta chỉ nói cô muốn làm bất cứ điều gì, cho dù là phá hủy Quy Khư chi địa. Thì cứ đi mà làm, nhưng đừng có so bì tị nạnh. Trên đời này tuyệt đối không có cái gọi là công bằng tuyệt đối. Thiên tử phạm pháp ngang hàng thứ dân gì đó căn bản là chuyện tầm sàm. Hắn nhếch mép chỉ vào cửa đá, Quy Khư chi địa nằm ngay kia, nếu Tương Liêm cô nương đủ mạnh thì đừng nói hồi sinh một người, cô có xốc nó lên cũng không thành vấn đề. Còn mấy thứ tầm phào ba láp kia thì không cần nói nữa. Tương Liêm cường khẩy, Kháo Sơn Vương đúng là mạnh mồm. Ta thật muốn biết nếu không có cha thì ngươi còn dám nói như vậy không? Diệp Huyên nhàn nhạt đáp trả, không có cha thì còn muội muội. Tương Liêm, không có cả hai thì sao? Diệp Huyên, ta còn một vị đại ca vô địch. Mọi người. Thấy Tương Liêm nhìn mình, hắn cười, hẳn cô đang muốn nói nếu ta không có cha, muội muội lẫn đại ca thì ta không có tư cách mở miệng ra trước mặt cô chứ gì. Tương Liêm hờ hững, chẳng lẽ sai sao? Diệp Huyên cười, chịu thôi, ai bảo ta tốt số làm chi? Cô muốn trách thì trách số mình xui, trách ta làm gì? Mọi người! Tương Liêm trừng trừng nhìn hắn, ánh mắt lạnh như băng. Những lời của hắn đã chọc giận nàng ta, nghe chẳng giống tiếng người. Nhưng Diệp Huyên không làm nhảm với Tương Liêm nữa mà quay lại chữa thương. Đạo môn đã phái cường giả ra thì không còn liên quan đến hắn nữa, mà cho dù không phái ai thì hắn cũng không nhúng tay vào. Tự giữ mạng đã khó, còn bắt đi cứu vũ trụ. Ăn no rừng mỡ chắc. Tương Liêm im lặng, quyết định không đôi co với Diệp Huyên nữa, bằng không lại tự khiến mình tức chết.
Nàng nhìn người đàn ông kia, đừng lãng phí thời gian nữa. Lời vừa dứt, sáu cường giả tam chi cảnh đã vọt về phía ông ta. Người đàn ông bình thản bước tới trước, vung thương lên. Xoẹt. Thương mang hình bán nguyệt bay ra. Ầm. Sáu cường giả tam chi cảnh bị đẩy lui. Sắc mặt những người còn lại kém đi trông thấy. Người đàn ông nhìn sáu người kia, nói cảnh giới của các ngươi giả tạo quá nhiều. Sắc mặt sáu người kia kém đi trông thấy. Không ai nói gì mà lao về phía ông ta. Người đàn ông khẽ xoay cổ tay, đâm về trước rồi tung người lên cao, nện cây thương xuống. Ầm. Thương mang bùng nổ đập vỡ tất cả. Mũi thương lại đẩy sáu người kia đi, nhưng người đàn ông không hề suy xuyển. Sau đó ông ta lại đâm thương tới như sấm cuộn. Xoẹt. Thời không bị rạch nứt. Đồng tử một cường giả đứng đầu quá khứ tông bỗng co rụt lại khi nhận ra mình chính là đối tượng của nhát thương này. Nó quá nhanh, quá mạnh. Tuy kinh hoàng nhưng gã cũng không hề chậm chạp, ấn tay phải tới trước. Một tấm chắn khổng lồ xuất hiện trước mặt, từ trong người gã cũng tản ra sức mạnh vô tận ùa vào nó. Bởi gã biết, nếu không ngăn cản được thì gã sẽ mất mạng. Mũi thương đã đến. Ầm. Lá chắn kia vỡ tan tành. Ngọn thương ầm ầm lao tới, thọc xuyên ngực tên cường giả quá khứ tông. Máu phun tung tóe. Cây thương không dừng lại mà chém vào tên tiếp theo. Ầm. Tên cường giả tam chi cảnh này bị uy lực của mũi thương đẩy bay đi vạn trượng. Người đàn ông mặc đạo bào dừng lại, vung tay lên, gọi trường thương trở về. Sắc mặt những người khác nhìn ông ta nặng nề vô cùng. Quá mức khủng khiếp. Tương Liêm cũng nhìn ông ta rồi nhìn vào hư không, các hạ đã chịu ra tay chưa? Những người khác quay lại nhìn theo. Chỉ thấy lại một người đàn ông nữa bước ra từ thời không nơi xa. Y mặc áo choàng đen rộng thùng thình, tay cầm một quyển sách cổ. Các cường giả quá khứ tông thấy y thì vội vàng hành lễ, tham kiến tông cảnh đại nhân. Tông cảnh là trưởng lão chấp pháp của quá khứ tông, quản lý luật lệ, có danh vọng rất cao trong tông. Là một nhân vật đáng sợ khiến vô số cường giả quá khứ tông biến sắc. Sự xuất hiện của tông cảnh khiến ánh mắt mấy cường giả quá khứ tông bao gồm cả tam chi cảnh nhuốm vẻ kiêng dè. Y lại chỉ nói với người đàn ông bên kia, người không xuất hiện trong tư liệu điều tra của chúng ta. Người đàn ông mỉm cười, gần đây ta chỉ bảo vệ quy khư chi địa, không đi ra ngoài, các ngươi không biết cũng là thường. Tông cảnh gật gù, các ngươi vào quy khư chi địa đi. Các cường giả quá khứ tông trần trừ một hồi rồi làm theo. Người đàn ông mặc đạo bào không ra tay. Bởi một khi ông ta có động tĩnh gì, tông cảnh chắc chắn sẽ tấn công. Cả hai đang kiềm chế lẫn nhau. Thấy ông ta quay qua nhìn mình, Diệp Huyên nhún vai, tiền bối đừng nhìn, ta hết sức đánh nhau rồi. Người đàn ông cười khổ, quy khư chi địa không thể gặp chuyện. Diệp Huyên gật đầu, ta biết, nhưng ta cũng hết sức rồi. Người đàn ông suy nghĩ một hồi, nói thật ra thì gọi người đến cũng không phải chuyện gì mất mặt. Ví dụ như con nhờ cha giúp đỡ là bình thường mà. Cha giúp con thì là người thân dựa dẫm vào nhau, thử hỏi trên đời có ai không dựa vào gia đình không? Người một nhà, tương thân tương ái, đoàn kết đồng lòng chẳng phải là chuyện nên làm sao? Diệp Huyên. Mọi người. Diệp Huyên nhìn người đàn ông mặc đạo bào kia, tiền bối nói rất có lý. Đúng thế. Người một nhà, tương thân tương ái, đoàn kết giúp đỡ nhau, chẳng lẽ không phải là chuyện rất bình thường à? Chỗ dựa. Nếu dựa vào phụ thân là một sự sỉ nhục, vậy trên đời này chắc chắn nhiều người nhục lắm. Dù sao chỉ cần không phải cô nhi, ai chẳng từng dựa vào phụ mẫu. Nghĩ thế cảm giác áy náy từ trước đến giờ của Diệp Huyên đột nhiên biết mất. Hắn và phụ thân là máu mủ ruột già. Hắn và Thanh Nhi cũng là huynh muội. Người một nhà mà. Sao có thể nói hắn là Kháo Sơn Vương được? Nghĩ đến đây, tâm trạng Diệp Huyên chợt thoải mái hơn. Thì ra người sai không phải hắn mà là người khác. Oanh! Lúc này, một luồng kiếm ý chợt xuất hiện trừ trong cơ thể Diệp Huyên. Kiếm ý nhân gian. Chết tiệt! Lúc này, Tiểu Bút cất lời, cậu đừng nói với ta là cậu muốn đột phá nhé, sao lại vô lý thế? Tiểu Tháp cũng nói, quá đáng.
tất cả mọi người xung quanh đều nhìn về phía Diệp Huyên. Tên này muốn đột phá ư? Lúc này, kiếm ý quanh người Diệp Huyên đột nhiên quay lại trong cơ thể hắn. Hắn nhìn thoáng qua mọi người, sau đó nói, mọi người nhìn ta làm gì? Ta chỉ cảm thấy hơi lạnh, cho nên thả kiếm ý ra sưởi ấm cơ thể thôi. Mọi người! Tông cảnh kia nhìn thoáng qua Diệp Huyên, sau đó nói, các ngươi vào đi. Nghe thấy lời của tông cảnh, những cường giả của quá khứ tông vội vàng đi về phía cửa đá. Diệp Huyên đi tới bên cạnh người đàn ông mặc đạo bào, bên trong còn cường giả nào không? Người đàn ông lắc đầu, không còn. Không còn. Nghe vậy, Diệp Huyên ca mày. Những cường giả của quá khứ tông nghe thấy lời của người đàn ông mặc áo đạo sĩ thì nhất thời thấy yên tâm, sau đó, bọn họ nhanh chóng lao vào trong quy khư chi địa. Một tiếng nổ đột nhiên vang lên từ bên trong quy khư chi địa, một khắc sau, một bóng người lập tức bay ra. Cùng lúc đó, mấy cường giả quá khứ tông vừa xông vào quy khư chi địa đều vội vàng lùi lại. Thấy thế, tông cảnh kia lập tức nhíu mày. Diệp Huyên trầm giọng nói, không phải ông nói là không có ai à? Người đàn ông mặc áo đạo bào khẽ mỉm cười, ta lừa họ đấy. Nét mặt Diệp Huyên trở nên cứng đờ. Ở lối vào quy khư chi địa phía xa, một ông lão tóc bạc chậm rãi bước ra. Ông lão tóc bạc nhìn mấy người nhóm tông cảnh, sau đó nói, chỉ vài người như thế cũng muốn phá vỡ quy khư chi địa à? Các ngươi đang nằm mơ sao? Tông cảnh nhìn ông lão tóc bạc, sắc mặt vô cùng u ám. Ông lão tóc bạc này và người đàn ông mặc đạo bào đều không nằm trong tài liệu điều tra của mấy người họ, không chỉ bọn họ, ngay cả Tương Liêm từng là người của đạo môn cũng không biết hai người này. Đạo môn che giấu thực lực. Nghĩ đến đây, nét mặt tông cảnh lập tức trở nên nặng nề hơn. Lúc này, Tương Liêm ở bên cạnh đột nhiên nói, nếu còn tiếp tục kéo dài, mấy vị kia của quá khư tông các ông có thể ngăn cản được bộ chủ của bảy bộ ư. Đặc biệt là đạo linh kia, có lẽ thái trưởng lão của các ông không đánh lại nàng đâu, đúng không? Đạo linh. Người đứng đầu đạo môn hiện tại. Nghe thấy cái tên này, tông cảnh không khỏi cau mày. Người phụ nữ này thật sự quá mạnh, mạnh đến mức dù là thái trưởng lão chỉ đứng sau tông chủ ở quá khứ tông cũng không thể chống lại, chỉ có thể dùng trận pháp siêu cấp trong quá khứ tông giữ chân nàng ta. Một khi cô gái này thoát khỏi vòng vây, thì nơi này không có một ai là đối thủ của nàng ta. Nghĩ đến đây, tông cảnh chợt xoay người nhìn về phía chỗ sâu trong tinh không, thủ tộc trưởng, làm phiền rồi. Thủ tộc trưởng. Mọi người nhìn về phía sâu trong tinh không kia. Nói đó đột nhiên xuất hiện một truyền tống trận khổng lồ, một khắc sau, một người cây cao đến nghìn trượng chậm rãi bước ra. Nhìn thấy người cây này, người đàn ông mặc đạo bào bên cạnh Diệp Huyên lập tức cau mày. Diệp Huyên hỏi, đây là... Người đàn ông mặc đạo bào trầm giọng nói, tộc người cây cổ xưa, đến từ Xâm giới, thuộc về thời đại Xâm rất xa xưa, năm đó tổ tiên của bọn họ từng lập ra trật tự rừng cây lớn mạnh. Diệp Huyên cau mày, trật tự rừng cây. Người đàn ông gật đầu, đúng thế, trật tự rừng cây này do tộc người cây làm trụ cột, nhưng sau đó đã bị tiên sinh tiêu diệt. Diệp Huyên nhìn người đàn ông mặc đạo bào, tiên sinh là chủ nhân bút đại đạo đúng không? Người đàn ông gật đầu. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, tại sao lại tiêu diệt? Người đàn ông mặc đạo bào nhìn hắn, trật tự rừng cây, bọn họ muốn vũ trụ này chỉ có mỗi cây. Nghe vậy, Diệp Huyên lập tức cạn lời. Hành động gì vậy? Chỉ có mỗi cây. Đây chẳng phải là chuyện vớ vẩn à. Người đàn ông lại nói, năm đó bọn họ bị mọi người căm giận, sau đó chủ nhân muốn thành lập trật tự mới, cho nên mới tiêu diệt bọn họ. Không ngờ bây giờ bọn họ lại liên thủ với quá khứ tông, bọn họ cũng trở nên thông minh hơn rồi. Còn biết kéo bè kết phái nữa. Diệp Huyên hỏi, các người có thể chiến thắng không? Người đàn ông đạo bào nhìn về phía Diệp Huyên. Nghiêm túc nói, là chúng ta. Diệp Huyên im lặng. Sau khi tộc trưởng của tộc người cây xuất hiện, nó thẳng thừng nhìn về phía Diệp Huyên, ngươi là Kháo Sơn Vương đúng không? Giọng nói như chuông lớn, đinh tai nhức óc. Nghe vậy, Diệp Huyên sửng sốt, hắn nhìn tộc trưởng tộc người cây kia, ngươi biết ta à? Tộc trưởng tộc người cây nhìn xuống Diệp Huyên, một áp lực vô hình chèn ép hắn từ nơi chân trời, nghe nói người chống lưng cho ngươi rất mạnh. Diệp Huyên cười đáp, cũng tạm thôi.
Tộc trưởng tộc người cây đột nhiên siết chặt tay, bảo bọn họ ra đây, ta muốn đánh chết bọn họ. Sắc mặt Diệp Huyên trở nên kỳ lạ. Tương Liêm ở bên cạnh hơi nhíu mày, nàng ta nhìn về phía Tông Cảnh nhìn tộc trưởng tộc người cây, sau đó nói, các hạ, mục tiêu của chúng ta không phải hắn, mà là Quy Khư Chi Địa. Quy Khư Chi Địa. Nghe thấy lời của Tông Cảnh, tộc trưởng tộc người cây chừng Diệp Huyên một cái, đợi ta phá tan Quy Khư Chi Địa xong sẽ đến xử lý ngươi sau. Dứt lời, nó nhìn về phía cửa đá, một khắc sau, nó lập tức lao đến chỗ đó. Hành động này khiến Tinh Hà rung động dữ dội như động đất, cực kỳ đáng sợ. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt tất cả mọi người xung quanh đều thay đổi, vội vàng lùi lại. Sắc mặt của Diệp Huyên cũng vô cùng nặng nề. Thực lực của tên này đúng là đáng sợ. Trước cửa đá, ông lão tóc bạc kia cau mày, lão ta mở lòng bàn tay, một mặt gương đột nhiên xuất hiện, ngay sau đó, lão ta đột nhiên bay lên cao, gương chiếu xuống, một ánh sáng kéo dài vạn trượng bắn ra. Oanh! Ánh sáng vạn trượng kia khiến người cây phải dừng lại, sau khi lùi lại mấy trăm trượng, nó đột nhiên giẫm chân phải, sau đó tông mạnh về phía trước. Ầm! Va chạm khiến ánh sáng vạn trượng kia lập tức vỡ tan. Mà nó cũng lao thẳng đến trước mặt ông lão tóc bạc. Con người của ông lão tóc bạc chợt co lại, lão ta mặc niệm thần chú, gương trong tay đột nhiên rung động dữ dội, vô số ánh sáng dâng lên như thủy triều. Lúc này, người cây đánh ra một quyền. Ầm. Cú đấm này khiến vô số ánh sáng vỡ tan, ông lão tóc bạc bị đánh bay mấy trăm nghìn trượng. Nhìn thấy cảnh này, mọi người xung quanh đều tỏ vẻ kinh ngạc. Người cây trông có vẻ không quá thông minh này lợi hại thế à? Sau khi đánh bay ông lão tóc bạc bằng một quyền, người cây cười khẩy yếu quá. Ta mới sử dụng một phần lực mà ông cũng không đỡ được. Mọi người! Tông Cảnh nhìn người cây, sau đó nói, các hạ, đi đến Quy Khư Chi Địa đi. Người cây quay đầu nhìn thoáng qua Tông Cảnh, ngươi không cần dạy ta làm việc, ở thời đờ. Tông Cảnh cau mày. Bây giờ ông ta đã hiểu vì sao trật tự của tộc người cây năm đó lại bị chủ nhân bút đại đạo phá vỡ rồi một. Những người này đúng là có khiếm khuyết về mặt trí tuệ. Sau khi nói khái Tông Cảnh xong, người cây kia chợt cảm thấy trong lòng rất thoải mái, cho nên cất tiếng cười to, ha ha. Thấy người cây cười to, nét mặt mọi người đều vô cùng kỳ lạ. Diệp Huyên nhìn người cây kia, sau đó nói. Không ngờ tộc người cây từng vô địch một thời lại trở thành tay sai cho quá khứ tông. Hay, đúng là đáng buồn. Nghe thấy lời của Diệp Huyên, tiếng cười của người cây kia chợt biến mất, nó nhìn về phía Diệp Huyên, nổi giận, loài người, tộc người cây ta trở thành tay sai cho quá khứ tông từ bao giờ. Diệp Huyên chỉ Tông Cảnh phía xa, nếu không phải tay sai của quá khứ tông, vậy tại sao ông ta bảo ngươi làm gì thì ngươi làm cái đó vậy? Phi. Người cây tức giận mắng, hắn hoàn toàn không có tư cách ra lệnh cho ta, ta. Tông Cảnh ngắt lời nó, hắn đang ly gián đấy. Người cây nhìn về phía Tông Cảnh bằng ánh mắt nghi ngờ và khó hiểu, ly gián là cái gì? Mọi người. Nghe thấy câu hỏi của người cây, mí mắt Tông Cảnh giật giật, lúc này, ông ta vừa thấy cạn lời vừa thấy đau chứng. Diệp Huyên chen miệng vào, ly gián nghĩa là bạn tốt đấy. Bạn tốt. Mọi người xung quanh ngạc nhiên nhìn về phía Diệp Huyên. Người này đổi trắng thay đen một cánh trắng trợn thế à? Người cây nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp Huyên nghiêm túc giải thích, ta muốn làm bạn tốt với ngươi, không giấu giếm gì ngươi, ta đã ngưỡng mộ tộc người cây từ rất lâu rồi. Người cây nhìn về phía Diệp Huyên, ngưỡng mộ. Diệp Huyên gật đầu, tộc người cây năm đó là vô địch. Vô địch đó, một câu nói của người cây. Có ai trong vũ trụ vô tận này dám không nghe theo chứ? Đúng không? Người cây đắc ý cười to, đúng vậy. Diệp Huyên hơi do dự, sau đó nói, nhưng bây giờ ta rất thất vọng. Người cây nhíu mày, tại sao? Diệp Huyên nổi giận, ở trong lòng ta, tộc người cây luôn rất kiêu ngạo. Mà bây giờ, các ngươi lại cấu kết với quá khứ tông, ta hỏi ngươi, nếu tổ tiên các ngươi biết các ngươi hợp tác với nhân loại, bọn họ sẽ nghĩ gì? Nghe vậy, sắc mặt người cây dần trở nên tối tăm. Diệp Huyên nói tiếp, sự kiêu ngạo của tộc người cây đâu rồi? Tộc người cây mạnh mẽ vô địch, sao có thể liên thủ với nhân loại chứ? Ở trong lòng ta, dù tộc người cây có bị tiêu diệt, bọn họ chắc chắn cũng sẽ không liên thủ với nhân loại.
Nhưng bây giờ, các ngươi lại làm như thế, các ngươi không thấy có lỗi với tổ tiên của các ngươi ư? Hành động này của các ngươi là đang khiến bọn họ mất mặt. Mất mặt đó. Người cây hơi chần chừ, sau đó nói, chúng ta phá tan quy khư chi địa là vì để tổ tiên sống lại. Là vì tổ tiên mà. Diệp Huyên nổi giận, vì để tổ tiên sống lại nên hợp tác với nhân loại ư. Người cây gật đầu, không hợp tác với bọn họ, chúng ta không thể thắng được đạo môn. Diệp Huyên nhìn người cây, nếu ngươi là tổ tiên của các ngươi, ngươi có muốn đời sau của mình hợp tác với loài người không? Ngươi sẽ vì sống lại mà vứt bỏ lòng tự trọng, từ bỏ sự kiêu ngạo vô địch của các ngươi trước đây à? Ngươi có làm thế không? Người cây hơi do dự, sau đó lắc đầu, hợp tác với loài người, ta cũng rất khó chịu. Tổ tiên tộc người cây. Mọi người. Nghe thấy lời của người cây, những cường giả quá khứ tông xung quanh đều cau mày. Người cây này bị ngu à? Sắc mặt tông cảnh kia cũng trở nên u ám. Ông ta phát hiện hình như ông ta đánh giá cao chỉ số thông minh của người cây này rồi. Tương Liêm ở bên cạnh thấy sắc mặt khó coi của tông cảnh thì nói, ông còn định để nó nói tiếp à? Tông cảnh nhìn người đàn ông mặc đạo bào trước mặt, sau đó nhìn về phía người cây, các hạ, nếu tiên tổ của tộc người cây ngươi sống lại, chắc chắn có thể giúp tộc người cây của người trở về thời kỳ đỉnh cao năm đó. Nghe thấy lời của tông cảnh, người cây hơi cau mày. Trở lại thời kỳ đỉnh cao của tộc người cây năm đó. Đây là mục tiêu từ trước đến giờ của tộc người cây. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nói, ông ta đang dạy ngươi làm việc đấy. Nghe vậy, người cây lập tức nhìn tông cảnh bằng ánh mắt khó chịu. Tông cảnh khẽ thở dài, các hạ, bây giờ ngươi chỉ cần đi đến quy khư chi địa, ở đây không một ai có thể ngăn cản được ngươi. Sau khi vào trong, người sẽ có thể cảm nhận được dấu ấn sinh mệnh của tổ tiên mình, chỉ cần mang dấu ấn sinh mệnh của tổ tiên ra ngoài, sẽ có thể giúp tiên tổ của ngươi sống lại. Người cây quay đầu nhìn về phía cửa đá ngay trước mặt nó, chỉ cần bước chân là có thể đi vào. Diệp Huyên ở bên cạnh đang định nói tiếp thì tông cảnh chợt cất lời, câm miệng. Sau đó, ông ta vung tay áo, một lực lượng mạnh mẽ lập tức đánh về phía Diệp Huyên. Người đàn ông đạo bào bên cạnh Diệp Huyên cũng đâm ra một thương. Oanh! Lực lượng mạnh mẽ do tông cảnh thả ra lập tức bị đâm vỡ. Người đàn ông đạo bào nhìn về phía Diệp Huyên, cười nói, tự do ngôn luận. Diệp Huyên gật đầu, sau đó nhìn về phía người cây chợt cất lời, ta phải cứu tiên tổ. Chỉ tiên tổ mới có thể xây dựng lại vinh dự của tộc người cây. Ngu ngốc, Diệp Huyên đột nhiên nổi giận, không có tiên tổ. Ngươi không thể xây dựng lại vinh dự của tộc người cây à? Người cây nhíu mày, ngươi có ý gì? Diệp Huyên nghiêm túc nói, chẳng lẽ không thể lấy lại vinh dự cho tộc người cây của ngươi ư? Ngươi mạnh mẽ, vô địch như thế, muốn giúp tộc người cây quật khởi khó lắm à? Nghe vậy, người cây sửng sốt. Nó thật sự chưa từng suy xét đến vấn đề này. Diệp Huyên nói tiếp, ngươi nghĩ đi, ngươi mạnh như thế. Muốn giúp tộc người cây hưng thịnh trở lại chắc chắn không phải chuyện gì khó, người phải tự tin với bản thân. Người cây im lặng, như đang suy xét lời nói của Diệp Huyên. Diệp Huyên nói tiếp, còn nữa, nếu tổ tiên tộc người cây của ngươi sống lại thì ngươi sẽ làm sao? Ngươi vẫn là người đứng đầu tộc người cây chứ? Nghe vậy, người cây lại cau mày một lần nữa. Đúng vậy. Tiên tổ sống lại, nó vẫn là lão đại ư. Mấy cường giả quá khứ tông ở bên cạnh lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, mẹ kiếp, tên này đúng là xấu xa. Diệp Huyên lại nói, ta tổng kết lại cho ngươi, thứ nhất, tộc người cây vĩ đại liên thủ với loài người, đây là một sự sỉ nhục với tộc người cây của ngươi. Thứ hai, ngươi lợi hại như thế, muốn giúp tộc người cây phát triển trở lại hoàn toàn không phải việc gì khó, cùng lắm thì mất chút thời gian mà thôi. Thứ ba, nếu tiên tổ sống lại thì ngươi phải làm sao? Người cây im lặng. Tương Liêm ở một bên chợt nói, tộc trưởng người cây, đây là cơ hội tốt nhất của tộc người cây từ trước đến giờ đấy. Diệp Huyên nhìn về phía Tương Liêm, cô đang nghi ngờ thực lực của tộc trưởng người cây à? Không có tiên tổ, chẳng lẽ hắn không thể chấn hưng lại gia tộc sao? Tương Liêm lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, ta không muốn nói chuyện với ngươi. Lúc này, người cây kia chợt nói, loài người này nói đúng. Mọi người nhìn về phía người cây nghiêm túc nói, dù không có tiên tổ, ta cũng có thể chấn hưng lại gia tộc. Ta có thể.
Dứt lời, nó nhìn về phía Diệp Huyên, đúng không? Diệp Huyên lập tức nghiêm túc nói, đương nhiên rồi. Ngươi hoàn toàn có thể. Ngươi mạnh mẽ và xuất sắc như thế mà. Tộc trưởng người cây gật đầu, dù ngươi là loài người, nhưng ta cũng không ghét ngươi. Có lẽ ngươi chính là, người tốt mà loài người nói. Đúng không? Diệp Huyên vội vàng gật đầu, đúng vậy, đúng vậy. Người tốt, ta là người rất tốt. Mọi người. Người cây đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tông Cảnh, bây giờ ta tuyên bố, tộc người cây ta không hợp tác với quá khứ tông của các ngươi nữa. Sau đó, nó xoay người rời đi. Tông Cảnh cất lời, ngươi không muốn giúp tổ tiên của ngươi sống lại nữa ư. Người cây dừng bước, nó quay đầu nhìn Tông Cảnh, tiên tổ sống lại, là ông ta làm tộc trưởng hay là ta? Mọi người. Tông Cảnh im lặng nhìn người cây. Người cây lạnh lùng nhìn Tông Cảnh, nếu tiên tổ của ta sống lại, chắc chắn ông ấy sẽ làm tộc trưởng. Ông ấy làm tộc trưởng thì ta làm gì đây? Có phải ngươi thấy ta bị ngu không? Tông Cảnh nhìn người cây, không, ngươi rất thông minh. Người cây hừ lạnh, đồ ngu ngốc. Sau đó, nó xoay người biến mất ở chỗ sâu trong tinh không. Người cây đi rồi, ông lão tóc bạc và người đàn ông đạo bào của đạo môn lập tức thở phào nhẹ nhõm. Thực lực của người cây này đúng là quá đáng sợ, ngoài Bạch Giáp, nơi này thật sự không có ai là đối thủ của nó. Cũng may người này đầu óc nhanh nhạy. Nghĩ vậy, người đàn ông mặc đạo bào và ông lão tóc bạc nhìn về phía Diệp Huyên, trong mắt hai người tràn đầy vẻ khen ngợi. Đây đúng là nhân tài. Lúc này, Diệp Huyên đã khôi phục thân thể, tiếc là thân thể này của hắn đã không còn là cổ thể nữa, không còn cổ thể, chiến lực của hắn chắc chắn sẽ giảm đi nhiều. Mà Bạch Y chiến đấu với hắn trước đó dù vẫn chưa hồi phục thân thể, nhưng linh hồn đã được khôi phục, linh hồn đã hồi phục, thì việc khôi phục thân thể chỉ là chuyện nhỏ. Ông lão đạo bào nhìn về phía Tông Cảnh, cười hỏi còn ai nữa không? Tông Cảnh cười khẽ, mấy năm qua đạo môn ông ít kẻ thù lắm à? Nghe vậy, người đàn ông đạo bào cau mày. Lúc này, chân trời phía xa đột nhiên xuất hiện một truyền tống trận khổng lồ, một khắc sau, có hơi thở cổ xưa kéo đến. Nhìn thấy cảnh này, người đàn ông đạo bào xa sầm mặt. Dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, một người đàn ông đi ra từ trong truyền tống trận kia, người đàn ông mặc trường bào đắt tiền, trong tay ông ta cầm một cổ ấn màu đỏ đen. Người đàn ông vừa xuất hiện, người đàn ông đạo bào bên cạnh Diệp Huyên đã cau mày. Thấy nét mặt của người đàn ông, Diệp Huyên khẽ thở dài, có phải lại là một gia tộc rất lợi hại không? Người đàn ông đạo bào gật đầu, đúng thế. Diệp Huyên im lặng. Người đàn ông đạo bào trầm giọng nói, đây là A Nan tộc, đến từ thời đại A Nan. Dứt lời, nét mặt ông ta dần trở nên nặng nề, gia tộc này từng sáng lập một nền văn minh vô cùng đáng sợ, văn minh A Nan. Ở thời đại đó, A Nan tộc thống trị hơn 1 triệu vũ trụ, thành lập một trật tự hoàn chỉnh thuộc về riêng họ. Tiên tổ của bọn họ là một nhân vật nghịch thiên, sáng tạo ra A Nan cảnh trong truyền thuyết. Đây là cảnh giới chỉ A Nan tộc mới có. Diệp Huyên hỏi, cuối cùng thì bị tiên sinh của các ông tiêu diệt đúng không? Người đàn ông đạo bào gật đầu, đúng thế. Diệp Huyên hơi đau đầu. Hiện tại hắn biết một điều, một triều đại mới chắc chắn được thành lập trên xác của một triều đại cũ. Sau khi người đàn ông của A Nan tộc xuất hiện, sau lưng hắn ta lại xuất hiện thêm 2 ông lão. Đều là tam chi cảnh. Nhưng rõ ràng tam chi cảnh cũng phân chia mạnh yếu, dù Bạch Giáp chỉ là tam chi cảnh, nhưng lại có thể giết chết tam chi cảnh cùng cấp bậc, chẳng những thế còn có thể vượt cấp giao chiến với cường giả trên tam chi cảnh. Thật ra người cây khi nãy cũng là tam chi cảnh, nhưng thực lực của đối phương vượt xa những tam chi cảnh khác. Người đàn ông A Nan tộc nhìn xung quanh, sau đó nhìn về phía cửa đá nối đến quy khư chi địa, ánh mắt ông ta lập tức trở nên nóng bỏng. Tông Cảnh cất lời, A Nan Lăng Huynh, nơi đây chỉ còn lại 2 tên tam chi cảnh của đạo môn, chỉ cần ngăn cản ông lão tóc bạc này sẽ có thể tiến vào được quy khư chi địa. A Nan Lăng nhìn ông lão tóc bạc, các ông ngăn ông ta lại. Vừa nói xong, 2 ông lão sau lưng ông ta đã xông thẳng về phía ông lão tóc bạc của đạo môn. Nhìn thấy cảnh này, trong mắt ông lão tóc bạc lộ vẻ dữ tợn, lão ta lập tức sử dụng mặt gương kia, ngay sau đó. Vô số tia sáng vàng bắn ra từ bên trong. Những tiếng nổ vang vọng. Còn A Nan Lăng thì đi thẳng về phía cửa đá.
Diệp Huyên nhìn A Năn Lăng, sau đó hỏi, trong đó còn ai không? Người đàn ông đạo bào lắc đầu, không còn nữa. Diệp Huyên nhìn ông ta cười khổ, lần này là thật sự không còn nữa. Diệp Huyên im lặng. Tất cả mọi người xung quanh đều nhìn A Nan Lăng đi về phía quy khư chi địa kia. Hiện tại, bên phía đạo môn đã không còn cường giả nào nữa. Nhưng A Nan Lăng lại tỏ vẻ vô cùng đề phòng. Quy khư chi địa. Phá bỏ quy khư chi địa chẳng khác nào phá vỡ trật tự của đạo môn, nơi này là khu vực trung tâm của trật tự đạo môn. Vì thế ông ta biết rõ chỗ này chắc chắn không đơn giản như thế. Nhưng bảo ông ta lùi bước vào lúc này thì chắc chắn không thể nào. A Nan Lăng bước nhanh hơn, ông ta nhanh chóng đi tới trước cửa đá, vào lúc ông ta muốn bước vào trong thì đột nhiên có một giọng nói vang lên, dám bước một bước về phía trước, ta sẽ khiến ngươi hồn bay phách tán. Nghe câu nói này, tất cả mọi người đều xoay người nhìn lại, cách đó không xa có một cô gái chạy tới. Cô gái mặc váy dài bó sát, tóc dài đến mông, sắc mặt lạnh lùng. Trong tay phải nàng ta đang xách một cái đầu đầm đìa máu tươi. Nhìn thấy cô gái này, sắc mặt Tông Cảnh lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Đạo Linh, người đứng đầu đạo môn hiện tại, mà cái đầu trong tay nàng ta chính là đầu của Thái trưởng lão quá khứ tầng. Chết rồi, sắc mặt Tông Cảnh trở nên vô cùng khó coi. Nhìn thấy Đạo Linh, sắc mặt A Nan Lăng cũng trở nên nặng nề, đương nhiên ông ta biết Đạo Linh này. Đây chính là người mạnh nhất chỉ sau chủ nhân bút đại đạo. Thực lực vô cùng nghịch thiên. Đạo Linh chậm rãi đi tới bên cạnh người đàn ông đạo bào, nàng ta lạnh lùng nhìn mấy người của quá khứ tông, một đám vô dụng. Nói xong, nàng ta ném thẳng đầu của thái trưởng lão xuống trước mặt mấy người nhóm quá khứ tông. Oanh! Lúc này, một khí thế kéo đến từ sau lưng Tông Cảnh. Cảm nhận được uy thế này. Tất cả mọi người xung quanh đều thay đổi sắc mặt. Đạo Linh híp mắt, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo. Lúc này, một người đàn ông trung niên áo gái đột nhiên xuất hiện trên bầu trời sau lưng Tông Cảnh. Khi thấy người này, các cường giả của quá khứ tông đều sửng sốt, sau đó, mọi người đồng loạt hành lễ, bái kiến võ trưởng lão. Võ trưởng lão võ nghịch. Võ trưởng lão của quá khứ tông, cũng là người bảo vệ quá khứ tông hiện tại. Trong toàn bộ quá khứ tông, thực lực của ông ta chỉ đứng sau tông chủ. Võ nghịch nhìn Đạo Linh, nhẹ giọng nói, nhân quả tuần hoàn, bây giờ trật tự của đạo môn nên sụp đổ rồi. Đạo Linh cười khinh thường, chỉ dựa vào các ngươi ư. Võ nghịch cười khẽ, đang định lên tiếng thì một giọng nói đột nhiên vang lên từ bên cạnh, hôm nay quy khư chi địa náo nhiệt thế. Nghe vậy, mọi người đồng loạt quay đầu nhìn lại. Diệp Huyên nhíu mày. Giọng nói này quen quá. Diệp Huyên quay đầu nhìn lại, cách đó không xa có một người đàn ông trung niên chậm rãi đi tới. Người đến không phải ai khác mà chính là Vô Biên Chủ. Thấy Vô Biên Chủ, Diệp Huyên xa sầm mặt. Sao người này lại đến đây? Ngoài Vô Biên Chủ, Tăng Vô và Thần Minh cũng có mặt. Thấy Vô Biên Chủ, sắc mặt mọi người xung quanh đều thay đổi. Đạo Linh chợt cau mày. Sâu trong mắt nàng ta lộ vẻ đề phòng. Vô Biên Chủ nhìn về phía Diệp Huyên, cười nói, ta biết là ngươi ở đây mà. Diệp Huyên cười đáp lời, Vô Biên, sao ông lại đến đây? Ta biết rồi, ông đến để giúp đỡ đúng không? Nghe thấy lời của Diệp Huyên, Tông Cảnh và Võ Nghịch ở bên kia cau mày. Vô Biên cười nói, ta không phải đến để giúp đỡ. Diệp Huyên nhìn ông ta, ông cũng muốn đi vào quy khư chi địa à? Vô Biên gật đầu. Nghe vậy, Tông Cảnh ở bên cạnh nở nụ cười, các hạ, chúng ta có thể hợp tác. Vô Biên nhìn Tông Cảnh, sau đó nói, các ngươi làm việc của các ngươi, ta làm việc của ta. Nói xong, ông ta đi về phía quy khư chi địa kia. Tông Cảnh cau mày nhìn Vô Biên. Diệp Huyên cũng im lặng nhìn ông ta đi về phía quy khư chi địa. Hắn biết trừ khi gọi người, nếu không... Ở đây không một ai có thể ngăn cản Vô Biên. Lúc này, Đạo Linh đột nhiên chặn trước mặt Vô Biên, nàng ta nhìn ông ta, không ai được đi vào trong, kể cả ông. Đương nhiên là nàng ta biết Vô Biên. Đây chính là người thiên mệnh nhiệm kỳ trước. Vô Biên cười nói, tránh ra, nếu không ta sẽ đánh chết cô đấy. Đạo Linh híp mắt, trong mắt có ánh sáng lạnh lóe lên, lúc này,
Diệp Huyên ở bên cạnh cất lời, cho ông ta vào đi. Đạo Linh quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên lấy đạo lệnh ra, cho ông ta đi vào. Đạo Linh im lặng. Diệp Huyên nhìn Đạo Linh, cười không nói gì. Nếu Đạo Linh không nghe lệnh hắn, hắn sẽ rời đi. Nếu đạo môn cô không nghe lệnh ta, thì lão tử còn quan tâm sống chết của các người làm gì? Đạo Linh nhìn đạo lệnh kia, sau một hồi im lặng, nàng ta trầm giọng nói, nếu phá vỡ quy tắc này, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Diệp Huyên gật đầu, hắn nhìn về phía Vô Biên, ông là muốn phá hủy toàn bộ quy khư chi địa, hay là chỉ cứu một người? Vô Biên ngẫm nghĩ một lát, sau đó nói, chỉ cứu một người thôi. Diệp Huyên gật đầu, được. Ông vào đi. Vô Biên nhìn Diệp Huyên, người chắc chứ? Diệp Huyên gật đầu, chắc chắn. Vô Biên chần chừ một lát, sau đó nói, không gọi người à? Diệp Huyên đáp, không gọi. Vô Biên gật đầu, sau đó đi về phía quy khư chi địa kia, mà lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nói, Vô Biên, ông nên suy nghĩ cho kỹ. Vô Biên dừng bước, ông ta xoay người nhìn về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên hỏi, ông cảm thấy chủ nhân bút đại đạo là một người thế nào? Vô Biên im lặng một lát rồi nói, người muốn nói gì? Diệp Huyên đi tới trước mặt Vô Biên, cười hỏi, ông không cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ sao? Vô Biên nhíu mày, ý ngươi là? Diệp Huyên hỏi, tại sao chủ nhân bút đại đạo lại đột nhiên biến mất? Nghe vậy, Vô Biên im lặng. Diệp Huyên nhìn những cường giả quá khứ tông ở phía xa, có lẽ các người cũng cần suy nghĩ kỹ vấn đề này. Ông ta là thật sự biến mất, hay là giả vờ biến mất? Nghe thấy lời của Diệp Huyên, những cường giả quá khứ tông đang có mặt đều cau mày. Vô Biên nhìn Diệp Huyên, người cảm thấy ông ta thật sự biến mất hay là giả vờ biến mất? Diệp Huyên cười đáp, việc này không quan trọng, quan trọng là nếu chủ nhân bút đại đạo xuất hiện. Ngoài ta, ai trong các ông có thể thắng được ông ta? Vô Biên nhíu mày, người đang dạo oai à? Diệp Huyên. Sắc mặt các cường giả xung quanh cũng trở nên kỳ lạ. Nhìn thế nào cũng thấy người này giống như đang làm ra vẻ. Diệp Huyên nghiêm túc nói, các người đừng quan tâm đến ta chỉ hỏi các người một vấn đề, nếu chủ nhân bút đại đạo xuất hiện, các người có thể chiến thắng ông ta không? Nói xong. Hắn nhìn về phía Võ Nghịch, ông có thể chiến thắng không? Võ Nghịch im lặng. Dù ông ta rất tự tin, nhưng nếu nói có thể chiến thắng chủ nhân bút đại đạo thì có hơi nói quá. Diệp Huyên lại nhìn về phía A Nan Lăng của A Nan tộc ở bên cạnh, còn ông thì sao? A Nan Lăng thản nhiên nhìn Diệp Huyên, nói cứ như ngươi có thể đánh thắng được ấy nhỉ? Diệp Huyên cười nói, dù ta không thể chiến thắng, nhưng muội muội ta thì có thể. A Nan Lăng chỉ lên chân trời, nhìn kìa, bom nổ tung trời rồi. Diệp Huyên lắc đầu. Nói thật, đến tận bây giờ vẫn không có người chịu tin. Vô Biên cất lời, Kháo Sơn Vương, ta biết ngươi nói có lý, nhưng ngươi muốn lừa người khác đi bằng mấy lời nói thì rất không thực tế. Diệp Huyên nói, Vô Biên, quen biết đã lâu, ta cho ông một lời đề nghị, ông có thể đi vào quy khư chi địa cứu người, nhưng ông có thể đợi quá khứ tông đi trước. Nếu bọn họ đi phá hủy quy khư chi địa mà chủ nhân bút đại đạo vẫn không xuất hiện, khi đó ông hẳn đi, hơn nữa khi đó quy khư chi địa cũng không phải do ông phá, ông không cần phải gánh hậu quả, tốt biết mấy đúng không? Vô Biên im lặng một lát rồi nói, đúng là thế. Sau đó, ông ta lùi sang một bên, nhìn về phía mấy người nhóm Võ Nghịch, mời các ngươi đi trước. Võ Nghịch nhìn Vô Biên chủ, các hạ thật sự muốn nghe lời hắn à? Vô Biên chủ lạnh lùng nói, dù sao ta cũng không vội, các ngươi cứ tự nhiên. Võ Nghịch híp mắt, ông ta quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, miệng lưỡi của các hạ đúng là lợi hại. Đạo Linh nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Không thể không nói, nàng ta thấy khá khâm phục với hành động này của Diệp Huyên, vì Vô Biên thật sự rất mạnh, nếu xảy ra mâu thuẫn với ông ta thì chắc chắn vô cùng bất lợi với đạo môn. Vô Biên là người duy nhất ở đây khiến cô ta hoàn toàn không có tự tin rằng có thể chiến thắng. Từ rất lâu trước kia, nàng ta cũng từng giao thủ với Vô Biên, khi đó, nàng ta hoàn toàn thua trận. Diệp Huyên cười nói, quá khứ tông dám đến tấn công quy khư chi địa chắc chắn là vì có chỗ dựa, ta thật sự thấy hơi tò mò. Võ Nghịch nhìn Diệp Huyên, người biết vì sao chủ nhân bút đại đạo lại biến mất không?
Diệp Huyên lắc đầu. Võ Nghịch cười nói, vì bây giờ ông ta đang gặp một vấn đề nghiêm trọng hơn. Nghe vậy, Diệp Huyên cau mày. Võ Nghịch nói tiếp, người thật sự cho rằng vũ trụ này là tất cả của chủ nhân Bút Đại Đạo rồi ư? Không, so với những gì ông ta thống trị, nơi này chỉ là một góc của tảng băng chìm thôi. Người hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi vũ trụ mà ông ta thống trị đâu. Mà thực lực chân chính của quá khứ tông ta, người cũng hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Hiểu chứ? Diệp Huyên nhìn về phía Vô Biên, những gì ông ta nói là thật à? Vô Biên gật đầu, phải. Diệp Huyên hỏi tiếp, bọn họ có thể thắng được muội muội của ta không? Vô Biên nhìn Diệp Huyên, không thắng được. Diệp Huyên nhìn về phía Võ Nghịch, dù các ông có ghê gớm đến mấy thì cũng bại dưới một chiêu kiếm của muội muội ta thôi. Dứt lời, hắn nhìn về phía Vô Biên, ta không khoác lác đúng không? Vô Biên nhìn chằm chằm Diệp Huyên, cau mày, ngươi có thể đừng hỏi ta không? Diệp Huyên cười ha hả, sau đó nói, nếu đã không nghe những lời ta nói, vậy quá khứ tông các người cứ đi đến Quy Khư chi địa đi. Võ Nghịch lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, nếu không phải tông chủ có lệnh không thể giết ngươi, thì bây giờ ta đã đánh chết ngươi rồi. Nghe vậy, Diệp Huyên lập tức nhíu mày, hắn nhìn Võ Nghịch, đừng nói là ta không cho ông cơ hội này nhé, chúng ta đấu tay đôi, một chọi một. Một chọi một. Nghe thấy lời của Diệp Huyên, mấy người của đạo môn ở bên cạnh đều cau mày. Diệp Huyên này muốn làm gì? Phải biết rằng cảnh giới của Diệp Huyên và Võ Nghịch chênh lệch rất nhiều. Võ Nghịch là cường giả trên tam chi cảnh. Đấu tay đôi. Đó chẳng phải là kiến khiêu chiến với voi à. Vô Biên im lặng nhìn Diệp Huyên. Võ Nghịch cũng nhìn hắn, chỉ với một con kiến như người ư. Trong mắt Diệp Huyên lộ vẻ dữ tợn, lão tử nể mặt ông quá rồi đúng không? Sau đó, hắn đột nhiên biến thành một tia kiếm quang biến mất khỏi vị trí ban đầu. Cuộc đời hắn ghét điều gì nhất? Là bị chọc giận. Cứ đánh là được. Thấy Diệp Huyên thẳng thừng ra tay, trong mắt Võ Nghịch cũng thoáng lộ vẻ dữ tợn, ông ta siết chặt tay phải, một lực lượng đáng sợ đột nhiên ngưng tụ trong cú đấm của ông ta, lực đấm này vừa ngưng tụ, một uy áp đáng sợ đã nhanh chóng càn quét tinh không vô tận. Vô số cường giả xung quanh hoảng hốt, liên tục lùi lại. Lúc này, dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, khí thế trên người Diệp Huyên liên tục dâng trào. Trong thoáng chốc, cảnh giới của Diệp Huyên lập tức từ trật tự cảnh đạt đến thiên vị cảnh, mà dưới ánh nhìn khiếp sợ của mọi người, cảnh giới của hắn lại từ thiên vị cảnh đạt đến cổ đạo cảnh. Nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó. Diệp Huyên lại từ cổ đạo cảnh đạt đến tam chi cảnh. Chỉ trong nháy mắt, Diệp Huyên đã thăng lên ba cảnh giới. Tất cả mọi người xung quanh đều sửng sốt. Thao tác gì thế này? Có hai nguyên nhân khiến Diệp Huyên có thể thăng lên ba cảnh giới, một là Bút Đại Đạo. Bút Đại Đạo có chức năng nâng cao cảnh giới, nhưng theo thực lực của Diệp Huyên tăng lên, hiện tại Bút Đại Đạo chỉ có thể giúp hắn nâng lên một cảnh giới. Nguyên nhân thứ hai chính là Kiếm Thanh Huyên. Kiếm Thanh Huyên có thể tăng lên hai cảnh giới. Đừng nói có người cho rằng Diệp Huyên quên mất chức năng này rồi nhé. Không thể nào. Sau khi tăng lên ba cảnh giới lớn, khí thế của Diệp Huyên lập tức trở nên đáng sợ chưa từng có. Nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó, vào khoảnh khắc nâng cao cảnh giới, Diệp Huyên còn điều động cả huyết mạch chi lực trong cơ thể. Trong nháy mắt, dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, Diệp Huyên biến thành một người đầy máu. Huyết mạch chi lực được điều động, khí thế của Diệp Huyên lại điên cuồng tăng lên một lần nữa. Lúc này, tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt. Vô Biên nhìn Diệp Huyên, sau đó nói với Tăng Vô bên cạnh, xem này, đây chính là bật hách. Tăng Vô. Diệp Huyên ở phía xa đột nhiên chém xuống một kiếm. Mà gần như cùng lúc đó, Võ Nghịch cũng đánh ra một quyền. Thấy Diệp Huyên thăng lên tận ba cảnh giới, đương nhiên Võ Nghịch cũng rất khiếp sợ, nhưng thế thì sao chứ? Diệp Huyên vẫn kém ông ta một cảnh giới. Đối phương muốn vượt cấp đánh bại ông ta ư? Nằm mơ đi. Trước đây Võ Nghịch ông ta cũng có thể khiêu chiến vượt cấp. Nhưng Võ Nghịch cũng không khinh địch, cú đấm này vẫn sử dụng toàn lực. Dưới ánh nhìn của mọi người, một quyền một kiếm va vào nhau theo một cách rất ngang ngược. Trong nháy mắt, kiếm quang và quyền mang lóe lên, biển sao xung quanh lập tức biến mất. Hai người đồng thời lùi lại.
Sau khi lùi khoảng vạn trượng, Diệp Huyên dừng lại, Võ Nghịch ở phía xa cũng thế, mà tay phải của ông ta đã nứt ra. Diệp Huyên lạnh lùng nhìn Võ Nghịch bằng đôi mắt đỏ au. Hôm nay, ta muốn đấu tay đôi với tên này, nếu Quá Khứ Tông dám nhúng tay vào, thì ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của các ngươi đấy. Đấu tay đôi. Mọi người xung quanh đều nhìn Diệp Huyên, không thể không nói, Diệp Huyên lúc này rất ngông cuồng. Nếu Quá Khứ Tông nhúng tay vào, hắn sẽ tiêu diệt tất cả bọn họ. Sắc mặt các cường giả Quá Khứ Tông xung quanh đều rất khó coi. Đây là đang xem thường Quá Khứ Tông mà. Phổ Biên ở bên cạnh nhìn thoáng qua Diệp Huyên, ông ta biết Kháo Sơn Vương này nổi giận rồi. Tương Liêm nhìn Diệp Huyên với sắc mặt nặng nề. Lúc đầu Kháo Sơn Vương chưa từng nghĩ đến chuyện bảo vệ Quy Khư chi địa, nhưng bây giờ, hắn đã bị chọc giận rồi. Nghĩ đến đây, nàng ta nhìn Võ Nghịch với vẻ không vui, ông rảnh rỗi lắm mồm làm cái gì. Trong mắt Võ Nghịch ở đối diện Diệp Huyên lộ vẻ dữ tợn, chỉ dựa vào ngươi sao? Dứt lời, ông ta mở lòng bàn tay, một thanh trường thương đột nhiên xuất hiện, một khắc sau, ông ta xông lên phía trước, đâm thương ra. Vụt! Thương tựa như rồng, chấn động thiên địa, uy áp mạnh mẽ khiến một vài cường giả xung quanh không thể thở nổi. Cường giả tam chi cảnh chắc chắn không thể nào đánh ra chiêu thương thế này được. Nhìn thấy cảnh này, Đạo Linh ở bên cạnh hơi nhíu mày. Dưới ánh nhìn của mọi người, Diệp Huyên không lùi bước mà còn tiến tới, xông về phía trước, chém xuống một kiếm. Xoẹt! Một tia kiếm quang màu máu chém xuống. Ầm! Sau một tiếng vang động trời, thương mang và huyết quang đột nhiên bộc phát, Diệp Huyên và Võ Nghịch đồng thời lùi lại. Trong lúc lùi lại, kiếm thanh huyên của Diệp Huyên đột nhiên chém tới. Xoẹt! Trong nháy mắt, tinh không trước mặt Diệp Huyên lập tức bị một tia kiếm quang màu máu bổ đôi. Phía xa, trong lúc lùi lại, nét mặt Võ Nghịch trở nên dữ tợn, ông ta xoay cổ tay, trường thương đột nhiên đâm về phía trước, thương mang vạn trượng dâng lên, chém tan mọi thứ. Ầm! Thương mang và kiếm mang vừa va vào nhau đã nổ tung, trong nháy mắt, Diệp Huyên và Võ Nghịch đã lùi lại mấy trăm nghìn trượng. Nhìn thấy cảnh này, mọi người xung quanh đều nhìn Diệp Huyên bằng nét mặt nặng nề. Mọi người không ngờ chiến lực của Diệp Huyên lại có thể nâng cao một cách đáng sợ như thế. Phải biết rằng, Võ Nghịch trước mắt là cường giả trên tam chi cảnh. Mà lúc này, Diệp Huyên lại có thể chiến đấu ngang tài ngang sức với ông ta. Dù là vì sử dụng bí thuật, nhưng cũng cực kỳ kinh khủng. Diệp Huyên cầm kiếm đứng yên, dưới sự gia trì của huyết mạch chi lực, trên người hắn lúc này chứa đựng khí thế bừng bừng. Huyết mạch phong ma. Huyết mạch phong ma này có một điểm đáng sợ, đó là càng điên cuồng, uy lực sẽ càng mạnh. Võ Nghịch ở đối diện nhìn chằm chằm Diệp Huyên, lúc này trong lòng ông ta ngoài cơn giận còn có cả nỗi khiếp sợ. Ông ta không ngờ Diệp Huyên lại có thể chiến đấu ngang tài ngang sức với mình. Phải biết rằng cảnh giới của ông ta hiện tại cao hơn cảnh giới thực của Diệp Huyên rất nhiều, dưới tình huống bình thường, thần thông và bí thuật nào cũng không thể bổ sung vào được, nhưng Diệp Huyên trước mặt lại có thể làm được. Đây là cực kỳ không bình thường. Huyết mạch chi lực. Thấy cả người Diệp Huyên tản ra huyết mạch chi lực mạnh mẽ, trong mắt Võ Nghịch lộ vẻ nặng nề, ông ta chưa từng nhìn thấy huyết mạch chi lực đáng sợ như thế bao giờ. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên đi về phía Võ Nghịch, mà xung quanh hắn đột nhiên xuất hiện vô số kiếm ý nhân gian. Ong! Tiếng kiếm reo không ngừng vang vọng lên cao, chấn động tinh không vũ trụ. Phía xa, Tăng Vô bên cạnh Vô Biên Chủ đột nhiên thở dài, không ngờ Diệp công tử này lại nghịch thiên đến thế. Vô Biên nhìn Diệp Huyên phía xa, trong vòng nửa canh giờ, nếu không giết chết đối phương, hắn sẽ thua. Nửa canh giờ. Sở dĩ thực lực của Diệp Huyên bây giờ nghịch thiên như thế hoàn toàn là vì ép buộc nâng cao cảnh giới, có thể nói, hiện tại Diệp Huyên đang sử dụng lực lượng nhiều hơn lực lượng mà hắn thu vào, một khi kéo dài thời gian, Diệp Huyên sẽ toi đời. Võ Nghịch kia cũng nhận ra điều này, ông ta lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, hiện tại chỉ cần kéo dài chút thời gian, ông ta sẽ thắng mà không cần chiến đấu. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên biến mất. Huyết quang lóe lên, nơi Diệp Huyên đi qua lập tức biến thành một biển máu. Lệ khí và sát khí vô tận lan tràn khắp xung quanh như sóng cuốn, cường giả dưới tam chi cảnh vội vàng lùi lại,
sát khí và lệ khí này thật sự quá mạnh mẽ, đủ để ảnh hưởng đến thần trí của bọn họ. Mà dù là cường giả tam chi cảnh cũng phải cau mày, ánh mắt vô cùng nặng nề. Võ Nghịch nhìn kiếm quang màu máu kia, ông ta híp mắt lại, tay phải của ông ta nắm chặt lấy trường thương trong tay, một khắc sau, ông ta nhảy lên, sau đó đập mạnh một cái xuống dưới. Cú đập này làm cho thương mang đáng sợ chút ra từ mũi thương như núi lửa dâng trào, trong nháy mắt, biển sao vô tận bắt đầu sụp đổ. Vô số cường giả xung quanh tiếp tục lùi lại. Lúc này, kiếm của Diệp Huyên bay đến. Thương mang và kiếm quang chợt nổ tung, một đợt khí đáng sợ thoáng chốc lan ra mấy triệu dặm bên ngoài, thời không nơi nó đi qua đều bị đánh tan. Lúc này, Diệp Huyên và Võ Nghịch cũng liên tục lùi lại, một khắc sau, dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, Diệp Huyên lại xông về phía Võ Nghịch một lần nữa. Vụt! Lại có một tia kiếm quang lóe lên. Thấy Diệp Huyên lao đến một lần nữa, trong mắt Võ Nghịch cũng lộ vẻ dữ tợn, người ông ta run lên, sau đó lại xông tới. Trong nháy mắt, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng như sấm đột nhiên xuất hiện, ngay sau đó, hai người liên tục lùi lại, nhưng một khắc sau, dưới ánh nhìn của mọi người, Diệp Huyên lại tiếp tục lao về phía Võ Nghịch. Thời không thoáng chốc chìm trong bóng tối vô tận, kiếm quang màu máu và thương mang giằng xé khắp nơi. Các cường giả xung quanh vẫn không ngừng lùi lại, cách xa chiến trường. Lúc này, Vô Biên đột nhiên nhíu mày, không đúng. Tăng Vô nhìn về phía Vô Biên, sao vậy? Vô Biên nhìn chằm chằm Diệp Huyên, khí thế của hắn không đúng. Tăng Vô quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, sau đó, ông ta cũng cau mày, sao khí thế của Diệp công tử lại ngày càng mạnh hơn vậy? Vô Biên nói với giọng điệu nặng nề, huyết mạch chi lực. Dứt lời, ông ta lắc đầu, ta đã quên mất huyết mạch chi lực của hắn. Có lẽ huyết mạch chi lực của hắn là kiểu càng đánh càng mạnh. Tăng Vô nói với giọng điệu nặng nề, nhưng hắn lợi dụng bí thuật nâng cao cảnh giới. Chắc chắn trạng thái thế này sẽ không kéo dài được lâu, hơn nữa chắc chắn sẽ có tác dụng phụ, đúng không? Vô Biên hỏi Tăng Vô tại sao không thể kéo dài lâu? Tại sao phải có tác dụng phụ? Tăng Vô cau mày, nếu có thể kéo dài lâu, hơn nữa còn không có tác dụng phụ thì chẳng phải quá nghịch thiên rồi sao? Vô Biên lạnh nhạt nói, ngươi không hiểu gì về bật hách cả. Nét mặt Tăng Vô cứng đờ. Thần Minh cũng chen miệng vào, nếu Diệp công tử làm thế mà không hề có tác dụng phụ gì thì thật là quá đáng. Vô Biên chủ nhìn Diệp Huyên phía xa, bình tĩnh nói, chỉ cần không gọi muội muội, làm thế nào cũng không quá đáng. Nói xong, ông ta nhìn hai người, hiểu không? Hai người. Vô Biên nhìn mấy cường giả quá khứ tống ở phía xa, nhẹ giọng nói, hy vọng mấy người kia có võ đức. Nếu không chắc chắn tên kia sẽ thi triển thuật triệu hoán. Tăng Vô nhìn Vô Biên, ông ta biết Vô Biên sợ Diệp Huyên gọi muội muội. Chỉ cần Diệp Huyên gọi muội muội, chắc chắn Vô Biên sẽ chạy. Đương nhiên chắc chắn ông ta sẽ không nói ra, phải giữ chút thể diện cho Vô Biên. Sắc mặt những cường giả quá khứ tông kia dần trở nên khó coi. Vì bọn họ phát hiện Diệp Huyên càng đánh lại càng mạnh. Có chuyện gì thế này? Các cường giả quá khứ tông xung quanh đưa mắt nhìn nhau, tỏ vẻ khó tin. Dần dần, Võ Nghịch kia bắt đầu bị Diệp Huyên áp đảo. Lúc này Võ Nghịch cũng tỏ vẻ ngơ ngác. Chiến lược ban đầu của ông ta là kéo dài thời gian, đợi Diệp Huyên bị phản phệ, nhưng đánh một hồi, ông ta phát hiện Diệp Huyên chẳng những không bị cắn trả mà còn càng đánh càng mạnh. Cái quái gì thế này? Lúc này nội tâm của Võ Nghịch như sắp sụp đổ. Còn Diệp Huyên, dưới sự gia trì của huyết mạch phong ma, chiến lực của hắn ngày càng mạnh hơn, lúc này, hắn rất giống một kẻ điên đang chiến đấu. Một khi giết người máu chảy thành sâu, một khi chiến đấu đỉnh cao bất bại. Cứ thế, dưới sự theo dõi của mọi người, Võ Nghịch kia bắt đầu chạy trốn, chẳng những thế, mọi người còn phát hiện trường thương trong tay ông ta đã gãy nát. Hoàn toàn không thể đỡ được kiếm thanh huyên của Diệp Huyên. Tất cả mọi người đều chú ý đến huyết mạch chi lực của Diệp Huyên, thật ra kiếm thanh huyên của hắn cũng đã đáng sợ lắm rồi, có thể nói, kiếm thanh huyên thật sự gặp người mạnh sẽ mạnh, mãi mãi không quá thời. Trong thiên địa này, người có thể bẻ gãy kiếm thanh huyên chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Mà trong mấy cái đầu ngón tay này, có bốn người đã cùng một phe với hắn. Trận chiến ngày càng kịch liệt, mà lúc này,
võ nghịch kia đã hoàn toàn không thể chống cự, ông ta bây giờ đã đánh mất cơ hội đánh trả, chỉ có thể bị động chịu đòn. Thấy thế, sắc mặt cường giả quá khứ tông xung quanh lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Ở một bên khác, mấy người nhóm đạo linh cũng rất bất ngờ, vì bọn họ thật sự không ngờ thực lực của Diệp Huyên lại kinh khủng đến thế, có thể áp đảo một cường giả trên tam chi cảnh. Ánh mắt nhìn Diệp Huyên của đạo linh đã xảy ra thay đổi. Chỉ có cường giả mới có thể được tôn trọng. Lúc này, một tiếng nổ vang lên, võ nghịch ở phía xa đột nhiên bị một tia kiếm khí màu máu chém lui vạn trượng, vừa dựng lại, trường thương trong tay ông ta đã thật sự vỡ vụn, biến thành hư vô. Sau đó lại có một tia kiếm khí đột nhiên chém tới. Nhìn thấy cảnh này, con người võ nghịch co lại, ông ta biết ông ta không đỡ được chiêu kiếm này rồi. Nhưng đúng vào lúc này, một hư ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt võ nghịch, hư ảnh đó đánh ra một quyền. Kiếm quang vỡ tan, Diệp Huyên liên tục lùi lại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 240.